Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp hệ thống Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 30 của truyện kiếm hiệp Lam Y Nữ Hiệp qua giọng đọc của MC Phương Anh Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian Có thể nhấn nút đăng ký kênh kiếm hiệp hệ thống cũng như là cho Đình Duy cho Phương Anh xin một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện phải nói là đây là một bộ truyện khá là hay nếu như mà quý vị khán thính giả nào đồng hành cùng với Lam Y Nữ Hiệp từ tập 1 cho tới giờ thì chắc hẳn rằng là cái cách viết của tác giả cũng như là cái nội dung chuyện này cũng mang đến cho quý vị khán giả những giây phút nghe chuyện thư giãn rất là hay và thú vị. Không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng đến với giọng đọc Phương Anh với Lam Y Nữ Hiệp tập 30. Lam Y Nữ Hiệp Hồi 35, triệu tập tướng binh, kim lăng cờ xí ngập trời. Hoa viên gặp bạn, Lan Anh một phen bày tỏ. Phần 2 Ít lâu sau, biểu của Thuận Vương dâng triều thử lòng thiên tử, xin đặc cách truyền lệnh đi các nơi trong toàn quốc truy tầm ba kẻ vô danh đã ám sát đề đốc Hàng Châu Chu Vĩnh Bình. Được Vĩnh Lạc Hoàng đế chấp thuận và cho phi mã quân hồi âm về Kim Lăng. Kèm theo với đạo dụ ấy, thiên tử còn thân bút viết một bức thư dài lời lẽ ôn tồn ưu ái chưa buồn cùng với thuận vương và người em thứ hai của thuận vương là đô vương chu vĩnh an được bổ nhiệm trường sa hành động mềm mại này do Trạm mạnh thường hiến kế cho nhà vua khiến thuận vương suy nghĩ nhiều và âm thầm hối hận hành động của mình là trước đây hơn một tháng đã phái hai đầu đá thân tín là lôi xích thường phi cấp tốc lên yên kinh để mật sát hoàng đế thuận vương còn nhớ lại rõ ràng hôm hoàng bách thắng và tôn hoàn bí mật dẫn lôi xích và thường phi vào phòng họp Phiên họp hôm ấy chỉ vòn vẹn có 5 người, Hoàng Bách Thắng, Thuận Vương, Tôn Hoàn và hai đầu đà. Lôi xích, thường phi, trạc tứ tuần, lực lưỡng và cực kỳ dũng mãnh. Né mặt hung bạo nhưng cương quyết, cặp nhãn diều hâu vàng khè sắc như dao càng tỏ vẻ lầm lì, gan dạ. Thuận Vương nghiêm nghị. Nhị vị đại sư nhất quyết vì cô già chứ? Dạ. Đại sư có nhận thức công tác này tối ưu ừ hệ trọng không? Sự thành bại của Kim Lăng đặt cả vào lòng dũng cảm của nhị vị đấy. Dạ. Đã được công tác quan trọng ấy, tức là nhị vị đại sư hoàn thành kế hoạch thâu thiên hạ của quân lực Kim Lang được phân nửa. Và lẽ cố nhiên, nếu thất bại thì nhị vị phải một mình táng đáng lấy hậu quả tài hạng. Dạ. Trong trường hợp mà Sa Cơ bị bắt, nhị vị đại sư hẳn đã hiểu về hành động thế nào rồi chứ? Dạ. Tự sát. Chúng tôi quyết không khi nào phụ tấm lòng ưu ái của vương gia, cũng như phải cư xử sao cho khỏi phụ công đề bạt của Hoàng Nguyên Soái và tôi quân sư khi thành công rồi nhị vị kíp gấp rút thời gian để chạy về Kim Lăng ngay cho cô già liệu bể xuất quân vấn đề tranh thủ thời gian là tối ưu quan trọng thưa nguyên soái và quân sư đã căn dặn kỹ càng rồi vương gia hãy an lòng tin tưởng thuận vương mừng rỡ quay sang bảo tôn hoàn đặt tiệc tiễn nhị vị đại sư dũng cảm ngay trong vương phủ cũng không tiện giữ bí mật vậy cô gia yêu cầu quân sư đặt một đại yến ngay trong dinh mà người dự chỉ là năm người chúng ta thôi để cô gia chúc nhị vị mã đáo thành công thần xin tuân lệnh. Vài ngày sau cuộc họp bí mật, Lôi Xích và Thường Phi dùng phi mã ngày đêm đi yên kinh, và cũng trong thời gian ấy, lực lượng của Kim Lăng giải rác ở các nơi hiểm được lệnh triệu về nội thành. Quân tướng cuốn cờ, bó giáp, lương thực đầy đủ để giữ hình thức khách thương. Đời sống của dân gian vừa đã náo nhiệt, càng náo nhiệt thêm bội phần. Hoàng Bách Thắng vừa hoàn thành cuộc tập trung quân lực, ngày ngày thao diễn tại nội trường, thì nguyên soái mã thành Lâm cũng bắt đầu điều động ba đạo quân tinh nhuệ mật đóng cho các rừng cây quanh ranh giới địa phận kim lăng thật là rừng gươm biển giáo khi thế đôi bên thập phần mạnh mẽ các biến chuyển đều liên tiếp mau lẹ theo tình hình khiến thuận vương cuống cuồng bị thụ động không kịp suy nghĩ hai thế tử là trấn quốc và bảo quốc thế vậy rất buồn lòng không ngớt lời can gián thuận vương ở vào tình trạng của kẻ lọt giữa hai dòng nước nên ậm ừ trả lời hai con Điều động quân lực như vậy chưa chắc là sẽ khởi binh Huy động mới khó chứ Khi không cần tới, giải giáp cũng dễ dàng mà Hai thế tử đành bảo nhau Ngày ngày kiểm soát tình hình toàn diện Và những khi thì giờ nghỉ ngơi Thì thường cùng với Lan Anh bàn bạc toan tính Đưa thuận vương ra khỏi tình trạng hiểm nghèo Nói về lối xích và thưởng phi Cấp tốc Lê yên kinh tìm đến thái sư Trần Trí Hòa Trình mật thơ của thuận vương Thái sư đờ người ra nghĩ thẩm ta vừa gửi thánh chỉ Vời thuận vương lại kinh Giữ chức tránh giám khảo võ trạng Thì hai người này lại tới đây Được lắm, y muốn gì ta cũng giúp Nhưng nếu khôn khéo Thì y nên đến kinh thành cho khỏi phật ý thiên tử Hơn nữa thiên tử không nghi ngờ Thì y càng dễ dàng hành động Trần Thái Sư bèn để hai đầu đà ở ngay trong dinh Mượn tiếng là nhờ hai hòa thượng có đức căn Từ xa tới Tụng kinh La Hán để che mắt mọi người Trong thời gian Trần Trí Hòa thăm dò đích xác nơi vua thường ngự thì lôi xích và thường phi vốn là tay bợm nhậu giả đó ăn chay mãi trong phủ thái sư không chịu nổi bèn lần ra vườn ngoại ô để nhậu thịt cầy cho đã miệng khốn nỗi đầu cạo bóng loáng thân vận cà xa chân vận rẻ vải chẳng lẽ xông thẳng vào tử quán chuyên môn gọi rượu và cái món phạm giới kia thì dù sao cũng khó coi quá nên hai đầu đà một hôm cứ đi lanh quanh mãi ở đầu địa điểm lưu cầu kiều trông thấy mấy tử điếm chuyên môn thịt cầy mà lại không dám vào liếc nhìn những đùi cầy vàng bệnh béo gậy treo lủng lẳng ở trong quầy. Hai đầu đà nhử nước miếng đầy miệng muốn vào đại ăn cho thỏa mãn. Nhưng thấy đông khách quá nên rụt rè bảo nhau đi nơi khác. Lôi xích nói Bình Nhật không cần gì, hiện thời chúng ta đang lãnh công tác tối ưu ừ hệ trọng thì nên cẩn thận đôi chút, phố này còn lớn quá lại còn đông người nữa. Thường Phi đồng ý, qua các ngõ hẻm xem sao, nếu không thấy gì thì đánh về phủ thái sử vậy. Xùi xẻo quá. Qua mấy hẻm nhỏ, Trận thường phi trông thấy trước Liền bấm tay lôi xích Coi kìa kia có một tiệm chiều bài xanh đấy Trông quầy hàng đi biết Lôi xích nhìn theo gật đầu Coi khá ngon đấy Và lại chỉ có hai khách hàng đang ăn Vô để ăn lẹ rồi về kẻo thái sư lại mong Hai đầu đá dắt nhau vào tiệm ăn thịt cầy Những người trong tiệm đều giật mình Từ hai hòa thượng lực lưỡng nọ vào lầm nhà Nhưng thản nhiên Lôi xích và thường phi kéo ghế ngồi Tiểu nhị lo do đến, nghi ngờ Lồi xích bí mật không gọi đích món ăn Lấy món ăn ra đây lẹ lên Tiểu nhị ra đầu gãi tai Ờ Nhưng mà thưa sư phụ Đây là tiệm thịt cây mà Thì thế bần tăng mới vào Tiệm này có chuyên môn không Làm hai đùi lớn Cặp chả thật vàng Và lấy mấy hồ rượu ngon Lẹ lên Lúc bấy giờ tiểu nhị mới hiểu rằng Mình đang tiếp hai lỗ trí thâm và lương sơn bạc khi xưa tái sinh Cố nhịn cười Y thưa bồn tiệm nổi tiếng chuyên môn nhất khu đầu địa điểm lưu cầu kiều này khách quen ăn đông về chiều sư phụ dùng lòng rồi không có chứ phải lấy cho đủ lẹ lên có việc cần sau bao ngày thèm thường, hai đầu đà uống rượu ngon nhậu thịt cầy thiệt thỏa thuê hai khách hàng thế vậy phát tức cười nhưng khi chợt gặp phải luồng mắt chiều hâu dữ dội dưới cặp mày trời xể thì họ lại quay vội đi chỗ khác tàng lời như không nhiệm vụ chưa thành phạm giới trong lúc hành động Lôi xích thường phi tự hiểu đã không thận trọng Nhưng mà thèm quá thì biết làm thế nào Hai đầu đà đành ăn uống mau lẹ rồi trả tiền đi thẳng Không dám quay đầu lại phía sau Tưởng tượng như có muôn vạn cặp mắt ngạc nhiên Vừa chế diễu đang xa mói nhìn Cũng vì vậy chúng mới không kịp chú ý một người Người ấy diện mạo thanh tú Trạng ngoại tam tuần Mà để bộ râu ba tròm dài mượt Tóc trần bới ngược Vẫn thường phục màu lục tay chống gậy Thọt chân mà lại đi khá lẻ Vừa tập tĩnh đi tới xế cửa quan bên kia hẻm thì hai đầu đà đi ra. Lúc đó người qua lại hẻm không đông lắm. Ai nhìn theo lôi xích và thường phi chẳng qua là thấy thầy tu từ quán thịt cầy đi ra thì tò mò nhìn chơi. Có vậy thôi. Nhưng người thọt chân lại chú ý tới hai đầu đà không phải vì lẽ ấy, mà vì tướng mạo cổ quái, dáng điệu mạnh khỏe, bóc người lực lưỡng của chúng. Người ấy lầm bẩm Chà, lâu này mới được gặp hộ mang. Chúng len lét đi lẹ không dám ngoái cổ là vì sợ khách qua đường cười hay là có nguyên do gì? Ta đi theo thử coi ra khỏi hẻm hai đồ đà đi một quãng thì gặp xe ngựa bên gọi trở về thành à chúng vào thành nào xem xe là của nhân vật chùa nào nghĩ đoạn người thoạt chân liền vẫy chiếc xe khác bảo mã phu ráng chạy theo chiếc xe ở phía trước nhé cái xe mà chở hai hòa thượng phải không ừ theo cho tự nhiên kéo họ để ý thì không nên không bao lâu cả hai xe cùng vào thành bắc kinh người thoạt chân nghĩ thầm Thế nào hai đầu đà cũng bảo Mã Phu trở về hướng có chùa triền. Nhưng mà không, xe đó qua hết phố nọ đến phố kia, vào khu dinh thự đi mãi thì mới ngừng lại. Hai người xuống xe trả tiền, lững thững đi bộ. Người thọt chân cũng hành động theo. Tới một tòa dinh thự đồ sộ, có lính canh phòng cẩn mật. Thấy hai đầu đà qua cổng rất tự nhiên cứ như là người nhà vậy. Người thọt chân đứng nép sau một gốc cây lớn nhìn theo ngạc nhiên. Đây là phủ quan thái sư mà, bọn này vào làm gì? Rình ngó hồi lâu không thấy gì lạ Người thọt trở gót về khu dân chúng Và quán gọi nước uống Rồi thuê xe ra khỏi thành về lưu cầu kiều Lôi xích và thường phi đi thẳng ra dãy nhà ngang Ở hậu hoa viên Về phòng đóng cửa ngủ một mạch Nhá nhè mới dậy Thái sư Trần Trí Hòa cho gia nhân gọi hai người vào căn phòng Nhác thấy hai người mặt mũi còn đỏ gay Mùi rượu sặc sụa Thái sư hỏi Trưa nay nhị vị đi uống rượu đây à Ở đâu đấy Ở đầu lưu cầu kiều Thái sư an tâm, chúng tôi không uống ở nội thành đâu. Nên giữ gìn cho khỏi mang tiếng. Nếu không nhịn được thì tôi sẽ sai người thân tín làm rượu, đưa nhị vị về nhà y. Vừa kín đáo lại vừa tự do biết bao nhiêu. Đất Bắc Kinh này là nơi đế đô, hơi một chút là bị để ý ngay. Cẩn thận vẫn hơn. Trần Chí Hòa vốn thừa biết hạng đạo giới giao thiệp với Kim Lăng là như thế nào rồi. Thuận Vương chú trọng đến bản lĩnh của họ hơn là đức độ của giới tu hành. Bởi vậy họ Trần chỉ liệu lời khuyên bảo qua loa Nói nhiều cũng chẳng được việc gì Mà có khi còn mất hòa khí giữa đôi bên Thái sư mời hai người ngồi Nhị vị lãnh mật lệnh của Thận vương như thế nào Lôi xích đáp Thưa Nhập hoàng cung nghe ngóng xem thiên tử có mật bản Hay hành động gì khác hay không Tình hình kim Lang hiện thời như thế nào Thì chắc ngài thừa hiểu Sở dĩ tôi hỏi như vậy là vì từ trước đến nay Thuận Vương vẫn hỏi ý tôi trước khi làm một việc gì thuộc khu vực kinh sư. Nhưng mà thôi, trong khi cấp bách thì bỏ qua việc đó tôi tin rằng nhị vị tất có bản lĩnh thuận vương mới tra cho chậm trách về kinh để do thám trong hoàng thành dù sao tôi cũng nhắc lại yêu cầu là nhị vị cần phải hết sức thận trọng để nhà vua bị kinh động nghi ngờ thì chỉ có thêm khó khăn cho kim lăng và nguy hiểm cho tất cả chúng ta thường phi nói chúng tôi hiểu lắm thái sư có thể tin ở tài lực của anh em tôi chẳng hay ngài đã biết đích xác về giờ giấc của vua chưa bản đồ nơi hoàng thành như thế nào nhà cửa lầu cát nhiều thế kia thì biết phương hướng nào mà đi Trần Chí Hòa mở ngăn rút lấy một tờ giấy lớn trải ra mặt án thư đoạn chỉ vào các hình họa thô sơ trên mặt giấy mà rằng Nhị vị nhìn cho kỹ đây Đây là họa đồ do tôi phát ra Bồn phủ ở phía đông bắc so với Hoàng Thành Vậy khi nào do thám thì nhị vị cần chú trọng về phương hướng cho khỏi lầm các khu lầu khác vừa nguy hiểm mà lại còn vừa mất thì giờ Trong họa đồ tôi ghi rõ sự xa gần giữa các khu có lầu các lớn để cho dễ nhận biết Hiện thời giờ giấc của thiên tử thì đúng như đã ghi trên giấy Nhị vị ngồi đây xem kỹ cho thuộc lòng Chứ không thể nào đem họa đồ theo mình được Lôi xích hỏi Thiên tử có lập đoàn vệ sĩ giải võ Để canh phòng không Vệ sĩ của thiên tử là các thái giám nội thị Lẽ cố nhiên là có tập luyện công phu chứ Họ canh phòng như thường hay là mắc thiên la địa võng Nhị vị quen với lối sống ở Kim Lang Thì mới hỏi như vậy Hoàng thành là nơi tử cấm thật Canh phòng cần mật Nhưng không phải là lúc quốc gia ở vào trong tình trạng chiến tranh nên không có phòng bị ghê gớm như ở vương phủ kim lang đâu hai đồ đà chăm chú nhìn hồi lâu thuộc lòng bức họa đồ hoàng thành và các điểm ghi ngày giờ của nhà vua trước khi về phòng lôi xích hỏi trần thái sư hình dáng thiên tử thế nào ngoại ngũ tuần phương phi tầm thước dâu tóc đen lánh Hỏi thấy đủ rồi lôi xích thường phi từ đại thái sư về tư phòng gia nhân bưng cơm chay lên hai người ngán ăn qua loa rồi đánh cờ đến khuya. Thường Phi nói, chạm những điểm ghi ngày giờ của Vĩnh Lạc, đáng chú ý nhất có mỗi điểm ở chỗ ngự một mình tại Điện Khánh Hòa. Sư huynh định bữa nào thì khởi sự. Suy tính một lát, lôi xích đáp. Cuối tháng không trăng, quá cành hai đêm ngày mốt, ta nhập Hoàng Cung không cần phải báo cho Thái Sư biết. Hành động xong, ta rời yên kinh luôn. Không được, Người trong đình sáng hôm sau không thấy ta lại vừa đúng dịp nhà vua bị ám hại thì thái sư sẽ bị tai tiếng. Một khi chúng ta thành công rồi thì cần gì tai tiếng? Vua băng hà trong chiều còn ai dám nghi ngờ thái sư? Và lại ta ở yên kinh 6 ngày rồi không nên trì trễ hơn nữa. Lôi xích chợt ngừng mặt ra hiệu cho thường phi đừng nói. Đoạn chỉ tay lên nóc nhà. Hiểu ý, thường phi lắng nghe. Lôi xích gión rén lại đầu giường lấy thanh giới đao sáng loáng nhẹ tay mở cửa ra thẳng ngoài hiên băng mình qua lan can ra hoa viên và phi thân lên đắp nhà nhìn quanh không thấy gì lôi xích nhẹ nhàng không một tiếng đi từ đầu mái nọ sang đầu mái kia để tìm kiếm thường phi cũng đến giờ mình lấy đào lẻn ra ngoài hoa viên đi vòng quanh dãy nhà ngang ngoài tiếng côn trùng thì bốn bề yên lặng thường phi nhảy xuống đất trở về phòng vừa vào gần tới cửa hai đầu đà chợt thấy một con mèo đen tuyền chạy vượt qua đó lặng lẽ về phòng gài cửa lại lôi xích nói nhỏ Sư đệ có nghe thấy gì không Thường Phi lắc đầu Hình như có tiếng động trên mái Nhưng không chắc vì đang mải nghe sư huynh nói chuyện Rõ ràng là ta thấy có tiếng động y hệt tiếng bước chân của kẻ nào gì ở trên mái mà Có lẽ là con mèo đen vừa rồi Nếu quả thật có dạ hành khách vào nổi nơi đây Chẳng lẽ họ nặng chân đến thế à Lôi xích chưa kịp trả lời Thì tiếng mèo kêu ở trên mái nhà vọng xuống Thường Phi mỉm cười Chúng ta đang mãi nghĩ việc phi hành và hoàn thành Nên nhận lầm bước chân của mèo Đích thị là con mèo đen hồi nãy gây tiếng động ở trên mái đấy Khi sư huynh phi thân lên mái Nó thấy bóng người nên vội xuống đất Nay ta trở xuống thì nó lại lên mái như hồi nãy Lôi xích im lặng Thường phi lầm bẩm Lắm lúc thần hồn nát thần tính đến tức cười Trời tối như mực Dân chúng đế đô mơ màng rất đẹp gió thổi nhẹ lùa vào những khóm lá um tùm bật thành tiếng xì xào âm thầm bí mật hai bóng đèn toàn thoát chạy trên đường ra khỏi khu sinh thự tiến thẳng vào phía hoàng thành tới nơi họ lẩn dưới bóng cây lặng lẽ quan sát đi vào một quãng dài nữa nơi có hai quân canh đang vác giáo sóng đôi đi đi lại lại thì thào chuyện trò hai dạng khách chờ lúc chúng quay lưng đi ra xa thì mới băng mình vượt hào đứng nép mình vào chân thành trên mặt thành Bước chân vẫn đều đều trở lại gần Qua nơi hai người núp và nhẹ dần Như hai chiếc én liệu Lôi xích và thường phi Nhảy vụt lên tường cao Rồi đạp xuống đất nội thành nhẹ nhàng không một tiếng động Chờ hai quân canh đi qua một lần nữa Thì hai đầu đà liền phi hành Mất hút vào khu chính điện Lôi xích ghé tay bạn Có các mái điện liên tiếp Dễ truyền rồi Lên đi Hai đầu đà nhảy lên nóc điện gần nhất Tiến thẳng vào khu trung tâm khi lên cao lúc xuống thấp tùy theo chiều dài của điện đài lôi xích khoát tay ra hiệu ngừng tiến cả hai đứng lại bên con rồng bằng xứ vẽ mình ở trên nóc điện mái ngói cong cong thường phi nhắc lại câu khánh hòa điện cao nhất lôi xích nhận xét giây lát rồi chỉ chênh trách sang phía hữu kia kìa còn có ánh đèn hồn quân đến ngay tận số rồi hai đầu đà chạy vòng tránh một khu hoa viên rộng lớn cây cối um tùm tiến vào khu có nóc điện ba tầng cao hơn cả. Ẩn mình trong cụm lá cây cao, chúng lặng lẽ quan sát mặt tường hoa. Trừ ánh đèn le lói trên lầu ba, hai tầng dưới hoàn toàn chìm trong bóng tối. Không ra dự, chúng rời cành cây xuống mặt tường, chạy gần ra nơi gần mái dưới hơn cả thì mới chuyển vào. Nằm ép xuống mái nghe ngóng không thấy động tĩnh, chúng phi thân lên nếp mái thứ nhì, rồi từ đó lên mái thứ ba, bò theo dốc mái lên tới lan can, đi vào hành lang. Tòa lầu rộng rãi vẫn lặng lẽ không có lấy một tiếng động nhỏ. Không ai bảo ai, hai đầu đà cùng lấy làm lạ. Không hiểu bọn thái giám vệ sĩ của nhà vua canh phòng thế nào mà đến nỗi không hề thấy có một bóng người. Ánh sáng lọt qua mấy khuôn cửa sổ, lấp kính màu vàng. Chúng đi vòng ra phía sau, thấy có thang lầu xuống tầng dưới, gión rén tới một cửa sổ cao hơn đầu người. Lôi xích vòng hai tay ra sau lưng ra hiệu báo thường phi trèo lên. Thường phi hành động theo, khẽ nhô đầu nhìn qua khuôn kính, đoạn xuống ngay. Y cua tay ra hiệu là chẳng có gì. Đến tới cửa sổ khác ở đầu kia. Chuyến này thường phi và lôi xích không phải trèo vì cửa vừa tầm mắt. Chú mừng rỡ vì bên trong có người. Người đó ngồi quay lưng lại trong chiếc kỷ lớn khoát thường phục màu xanh, đầu choáng khăn đồng màu, đang đọc sách trên một án thư. Vị này ngồi xoay lưng lại và cũng vì có chiếc khăn phủ trên đầu lòa xòa, nên hai đầu đà không trông thấy dâu tóc của nhân vật ngồi đó. Nhưng theo lời thái sư thì đây là nóc điện cao nhất trong hoàng thành, ở giữa khu trung tâm. Nhà vua ngự trên lầu ba thì đúng là hoàng đế rồi. Còn ai vào ngồi đọc sách ở nơi này nữa? Chúng thử đẩy cửa sổ kính. Bên trong gài cứng ngắt. Hai người đành trở lại đầu điện ở bên kia, liền mở thử cửa ra vào. Lồi xích nhẹ tay vặn nắm cửa. May quá, cánh cửa từ từ mở. Y ló đầu nhìn vào. Lòng sàng kê ngay chính giữa long bào vắt ngang trên kỳ trạm phòng ngủ vắng tanh có cửa thông sang thư phòng nơi vua đang ngự không còn nghi ngờ gì nữa lôi xích bước vào thường phi theo sau cửa khép lại chúng rón rén tiến tới chỗ cửa võng chạm cảnh trúc tuyệt đẹp nếp mình sang hai bên vĩnh là hoàng đế vẫn ngồi y nguyên tay dở trang sách vừa đọc hết vướng trước khăn phủ loà xòa nên hai đầu đà không trông thấy dâu tóc nhà vua nhưng chẳng phải hoàng đế đang ngựa trên kỳ thì còn ai vào đó nữa lôi xích hất hàm ra hiệu cho thường phi cùng tiến lẹ sang thư phòng nhà vua đến giây phút tận số thật nên không có linh tính cảm thấy tử thần đang tới sau lưng lôi xích đến cách nơi vua ngồi còn độ có hai bước thì khẽ dằn giọng hôn quân mi tận số rồi coi đao đây tức thì lưỡi giới đao sáng loáng giơ cao lên hạ chéo xuống cổ nhà vua nhưng kỳ thay đồng thời người ngồi trên kỷ lại như cắt cúi rạp đầu ra phía trước lưỡi đào hạ mạnh chém phập vào đầu lưng kỳ bằng gỗ môn chắc nịch, ngập quá nửa nhà vua vừa né đòn quật luôn chiếc khăn phủ ở trên đầu quấn chặt lấy cổ tay của thích khách giật mạnh lôi xích mất đà cánh tay như bị sợi dây tam cố quấn chặt giật nhào về phía nhà vua y chỉ kiếm nhận ra thiên tử cao lớn phương phi sắc diện hồng hào dầu tóc bạc như cước thì bàn tay tả xòe lối cương đao thủ đã chặt mạnh xuống cánh tay của y tiếng rắc khô khan rội lên căn phòng tĩnh mịch xương tay của thích khách gãy lìa lồi xích đau buốt trước kịp kêu thì trái đấm thôi sơn bên hữu đã như trì sắt do nhà vua vung ra trúng giữa mặt y bể mắt máu mũi máu miệng học ra như tưới tấm thần to lớn của đầu đá bật người ra phía sau vừa hứng đúng lưỡi giới đao của thường phi xả xuống định chém người nọ dè đâu lại xả đôi vai tả của đồng bọn lồi xích không kịp la thì hồn đã lìa khỏi xác sau khi bị luôn ba đòn trong trước mắt Thường phi luống cuống rút đao ra, đưa trần tả đạp tử thi sang một bên cho khỏi vướng, đồng thời cua trái lại một đao nhằm vào cổ thiên tử. Y rất đỗi ngạc nhiên, không hiểu tại sao nhà vua không giống với hình dáng người mà thái sư đã tả, rõ ràng cho Y và lôi xích nghe. Hơn nữa sao lại giỏi võ đến mức độ như vậy? Thứ đòn giang hồ mà thiên tử vừa áp dụng quả là rất cao siêu chứ không phải là bất cứ ai cũng dùng nổi. Chém bất ngờ, lợi thế, lôi xích còn bị chết không kịp ngáp nữa. Ta bây giờ lại đấu hay thôi? Sự thất bại đã rõ rệt quá rồi Ở cũng chết mà chạy chắc cũng không thoát Thường Phi không có quyền lựa chọn Nên liều mạng Trước đây khi ở Kim Lăng Ra đi với nhiệm vụ lớn lao hành thích thiên tử Y và lôi xích quả quyết hứa với thuận vương rằng Nếu thất bại thì cam chịu chết chứ không được lộ chuyện Tình thế hiện thời đã trái hẳn Đầu hàng, thủ cấp của Y cũng sẽ Sót tại pháp trang hoặc tứ mã phân thây Tha rằng đánh để được chết lẹ như lôi xích còn hơn Còn không mang tiếng hèn hạ với Kim Lăng Đời ai lại đầu hàng Vì hạ sát hụt bao giờ quyết đánh Lát đào cờ trái lại như gió Nhưng thiên tử còn lẹ hơn Thụp xuống tránh đòn Đồng thời xỉa luôn bàn tay cương đao thủ Đã chặn gãy lìa tay của lôi xích vừa rồi Trúng vào sườn của thường phi Gãy xương sườn Đầu đà đau nhói buốt lên tận cổ Lào đảo ba bốn bước Té vật ngừa ra sàn gạch hoa Thiên tử xốc áo Rồi ra chỗ cửa võng trúc Nhìn sang phòng ngủ Chắc chắn bọn thích khách chỉ có hai người Bèn vỗ tay mấy cái ra hiệu từ phía sau chiếc tủ đứng lớn ở trong thư phòng Có hai người bước ra Nét mặt chưa hết kinh ngạc Thiên tử cúi đầu kính cẩn nói với người đứng trước Môn tàu Mọi sự xong rồi Chắc không đến nỗi làm kinh động bệ hạ Người đó tươi cười Không, chậm hoàn toàn tin ở tài võ công Cao siêu của thượng nhân Công ơn ấy chậm biết lấy gì mà đền đáp đây Đức võ thượng nhân khiêm tốn Đó là bổn phận của hạ thần Được bệ hạ tín cẩn trao tính mạng cho thần bảo vệ là một việc vinh dự đặc cách cho kẻ tu hành này rồi. Chỉ vào hai tên đầu đà ở trên mặt gạch, đức võ thượng nhân nói tiếp: trong hai tên này thì tên nằm trong tử nạn, tên nằm ngoài vẫn còn sống đủ để có thể điều tra. Nhưng thượng nhân ngừng bặt, vội tiến tới chỗ thưởng phi cúi xuống xem xét. Đầu đà này đã chết từ lúc nào? Thấy miệng y trào máu, đức võ lấy làm lạ, nạy hàm dưới ra coi thì quả nhiên hiểu ngay nguyên cớ. Tâu bệ hạ, tên này cắn lưỡi tự sát rồi. Uổng quá, thần chỉ nhẹ tay đánh y trúng thương để điều tra. Không ngờ y lại gan dạ như vậy. Vĩnh là hoàng đế xua tay. Thôi, biết như vậy đủ lắm rồi, cần chi phải tìm xa hơn nữa. Lý Khanh, liệu cho người đem mấy cái xác này đi? Viên Tổng Thái Giám Trung Thành kính cẩn đi ra góc thư phòng, giật giải lụa đỏ, gọi chuông báo hiệu xuống lầu dưới, Lát sau, mười thái giám trung thành đai nịt gọn ghẽ, lưng đeo đoản đào vào lối cửa chính do Lý Tuyên vừa mở. Như đã biết trước, họ không ngạc nhiên, im lặng bỏ hai tử thi vào bao khiêng đi, lau chùi sạch sẽ các vết máu và toàn dẹp luôn cả chiếc kỷ lớn hãy còn cây giới đào cắm ngập ở trên thành kỷ. Vĩnh là hoàng đế tuyên. Bỏ thành đa ra thôi. Để nguyên cái kỷ đó, chẫm dùng làm kỷ niệm, đại công cứu giá của thượng nhân đêm nay. Chờ cả thái giám vệ sĩ dọn dẹp xong, ra khỏi ngự phòng Hoàng đế hỏi Đức Võ Đêm nay còn gì đáng lo ngại nữa không? Bẩm tâu Không ạ à. Chúng chỉ có hai người Thần đoán chắc như vậy Bây giờ khách có thể cho chậm biết Vì lẽ gì mà khanh đoán là chậm sẽ lâm nạn không? Thần vốn khảo cứu về môn diện tướng Trên trước nhận xét kỹ Thần thấy trên án đình của bệ hạ có vầng hắc ám Tuyên đoán có lẽ bưu hại Nên tính thời gian thần về kịp Nay vầng hắc ám đó biến hết rồi Nên bệ hạ an tâm gớm thật không ngờ trần Chí hòa đối với trẫm lại ra tâm đến như vậy sáng mai lâm chiều trẫm sẽ hạ lệnh bắt y trước mặt bá quan mới được đức võ can bệ hạ đã tin được ở nơi thần vậy cho phép thần được tỏ bày khanh cứ nói lúc này trẫm cũng nghe theo lời khuyên nhủ của khanh trong chiều tất thế nào thái sư cũng có phe đảng mà bệ hạ chưa biết rõ là những ai nay họ trần bị câu lưu những người kia tất lo sợ sẽ chuẩn bị mọi thứ để bí mật chôn giấu chỉ bằng bệ hạ nên cho các thám tử bí mật điều tra, do xét xem những ai năng đi lại thân mật với họ Trần. Như vậy sau này chỉ cần hạ một mẻ lưới lớn là bắt được hết nội bọn. Hiện thời ta đang dùng kế điệu hồ Ly Sơn dụ Thuận Vương về chiều. Tin Trần Thái Sư bị bắt sẽ vọng ngay tới Kim Lăng. sẽ nhiên Thuận Vương e ngại không khi nào lại đi đáo Kinh Sư. Và dù thất bại thì vị vương gia đó cũng sẽ khởi phản ngay trong khi mã nguyên soái đang điều động của bí mật bao vây danh giới Kim Lăng vậy việc câu lưu của họ trần bất lợi cho kế hoạch hiện thời của chúng ta dám mong bệ hạ nghĩ lại khanh nói có lý trẫm sẽ nghe theo nhưng mà muốn yêu cầu khanh một điều xin bệ hạ bàn chuyển trẫm muốn lưu hiền khanh trong cung ít lâu để giúp trẫm toàn tính đại sự trẫm biết khanh quen cuộc đời rộng rãi hồ hải muôn phương nhưng thế tưởng lúc này khanh hãy hy sinh chút ít thì giờ vì quốc gia vì trẫm mà lưu lại trong cung trẫm sẽ để riêng lầu nhì ở điện khánh hòa này tùy cho khanh sử dụng Nơi đây toàn người thân tín Viên uyển thì rộng rãi lại u nhã Chắc Hiền Khanh không đến nỗi gò bó lắm Chừng nào muốn ra ngoài Hoàng Thành Thì đã có Lý Khanh đưa dẫn Chắc Khanh không nỡ chối tử chứ Biết ý nhà vua còn lo ngại Sao vụ hành tích trượt vừa xảy ra Và lại việc du ngoạn cô Luân Sơn Không cấp bách Đức Võ bèn nhận lời Hoàng đế mừng rỡ chuyển Lý Tuyền Sửa soạn ngay lầu nhì Khánh Hòa Cho Đức Võ Thượng Nhân sử dụng Nguyên từ chuyến trước, hôm vào hoàng cung cùng với trại mạnh thường dự tiệc yến, Đức Võ đã kín đáo nhận diện tướng của nhà vua, thấy có điểm bất thường nên tính toán ngay. tiên đoán hoàng đế sẽ lâm nạn trong một thời gian sau đó, bởi vậy từ Yên Kinh lên Trương Gia khẩu, ra quan ngoại không có bao xa, Đức Võ về thăm Bạch Sơn miếu trong dãy núi Cửu Huyền ít ngày, rồi vội xuống Yên Kinh ngay. Khi qua lư cầu kiều, Đức Võ ngừng lại nơi trang trại của Tề Quân Bảo thăm hỏi. Người nhà vốn trước kia đã có dịp biết thượng nhân, nên ai nấy đều kéo ra lại chào tề quân đâu sao không có nhà Bẩn đạo vô duyên quá nên không có được tương kiến người nhà đáp tề chăn chủ lên đầu địa điểm lưu cầu kiều để thăm người bạn giờ này chắc cũng sắp về rồi xin người nán lại kẻo chúng con lại bị của trách không muốn đi ngay đức võ lưu lại tề gia trang để chờ quả nhiên chiều hôm ấy tề quân bảo đi xe ngựa về nhà hay tin có khách quý họ tề vội tập tĩnh vào thẳng sảnh đường quỳ lại ra mắt lâu nay không thấy người qua chơi Chẳng hay cơn gió lạ nào đưa người về đất lưu cầu thế này Tiểu tử mỏi mắt trông chờ Đức võ niềm nở Đỡ tề quân bảo dậy À có chuyện hay lắm Hiền tế được mạnh giỏi chứ Ơn trời Tấm thân tàn phế này vẫn như thường Cuối thu năm ngoái Ngu điện Nam Du và may mắn được diện kiến Làm Y Nữ Hiệp và Chu Đại Hiệp ở Âu Dương Trang bên Tô Châu. À, và đã tặng được báo kiếm cho Âu Dương Bích Nữ rồi yêu cầu trả hận xưa hả? thợ nhân gặp chu gia tam hiệp rồi ư ngô điệt có lời mừng chu gia đại hiệp sánh duyên của với âu dương tiểu thư quả thực là rất xứng đôi loan phụng bần đạo gặp họ rồi cũng tại âu dương trang từ khi tam hiệp ở hàng châu trở về vừa rồi bần đạo nói chuyện là thế đấy thế hiền điệt chưa biết à thưa chưa ạ nhưng mà chắc chảm lưu hùng kiếm đã uống máu kẻ thù đúng vậy hiền điệt đã tọa chính nguyện rồi bần đạo có lời mừng thượng nhân bè đem chuyện tam hiệp đi hàng châu cứu liễu ngọc kim sau đó khám phá ra được vụ hải hoa đài của gian vương để đốc vĩnh bình và trả hận cho hai họ tề nhạc kể hết rõ ràng một lượt cho tề quân bảo tề quân bảo hân hoan cung bái thượng nhân chúng nào gặp tam hiệp mong người chuyển lời cảm ơn của tiểu tử và mong rằng tam hiệp sẽ qua tệ trang cho tiểu tử được thân bái tri ân chắc ba người đó thể nào chẳng có dịp qua đây hiện thời họ đang mắc bận vụ mãnh tướng đầu đà kim lăng nghe đến hai tiếng đầu đà tề quân bảo ngần người nghĩ tới việc gặp hai đầu đà được lưỡng ở tiệm thịt cầy hồi quá trưa được võ lấy làm lạ hỏi hiền điện nghĩ gì vậy tề quân bảo kể chuyện vừa ở nhà người bạn ra thì lại gặp hai đầu đà trong hẻm vừa nhậu thịt cầy mặt mũi đỏ gay cho thượng nhân nghe và nói tiếp có điều lạ là hai tên ấy về thẳng dinh của trần thái sư hiền điệt theo chúng và yên kinh ngư. Dạ, thấy họ dữ tợ dáng điệu lại kỳ dị, nên ngô điệt tò mò theo xem, xem là về ngôi chùa nào. Chẳng ngờ chúng lại thuê xe vào thành, đến dinh của thái sư rất đỗi tự do đàng hoàng, y như là kẻ đã từng giao dịch lâu ngày với thái sư từ lâu rồi ấy. À, như vậy hả? Hay là thượng nhân liên tưởng đến bọn đầu đá thân tín của kim lăng, nên nghi ngờ ngay có lẽ thuận vương sai hai tên đó lên kinh sư để liên lạc cùng với trần chí hòa mưu tính sự gì chăng? Thấy thượng nhân có vẻ suy tính việc gì hễn trọng Quân bảo hỏi tiếp Thượng nhân đã từng gặp hai tên ấy rồi à? Không Nhưng có một việc kỳ lắm Hiện thời chưa biết rõ nên không dám nói Biết tính thượng nhân không ưa hỏi nhiều Khi người không muốn nói Tới quân bảo trọng sự yên lặng Bèn hối gia nhân dọn phòng ấp Để thượng nhân nghỉ ngơi Và dọn tiệc chai thiết đãi Cơm nước xong Hai người chuyện vào hồi lâu Đức võ suy tính nhất định phải vào phủ thái sư Do thám ngay đêm ấy bèn hỏi thăm đường của họ tề vốn rất thuộc đường nội thành nên sau lời chỉ dẫn của tề quân bảo thượng nhân hội ý nhận ra ngay dinh của trần trí hòa ở đâu đức võ xốc áo đứng lên bần đạo phải vào thành ngay gấp lắm rồi vậy thượng nhân có trở lại đây không chẳng mấy khi người gái tệ trang ờ chưa nói trước được nhưng mà bần đạo còn ở yên kinh một thời gian rảnh việc thì sẽ về đây cùng với hiền điệt đàm đạo họ tề đành vào phòng lấy hành lý tiễn thượng nhân ra tận cổng Đức Võ lại bước đi được một quãng đường, sắp vào khu phố Lư Cầu Kiều thì có tiếng xe ngựa chạy phía sau. Sa Phu thấy người đi bên đường đeo hành lý thì bèn hỏi lớn. Xe vào thành đây, còn có một chỗ ngồi, đạo trưởng đi không? Chứ cuối cùng đấy. Có phải chờ không? Đủ chỗ rồi, đi ngay mới kịp giờ đóng cổng thành, mới đạo trưởng lên xe. Đức Võ lên xe, Sa Phu cho xe chạy từ từ ra khỏi lưu cầu kiều mới thúc ngựa chạy vùn vụt về thành Yên Kinh. Lúc đó trời cũng vừa tối hẳn các hành khách xuống cả khu phố chợ, thuận nhân mới bảo Sa Phu. Đại ca có biết phủ quan thái sư không? Thưa có, đạo trưởng muốn vào đấy à? Đi qua cho biết chỗ để mai vào hầu quan. Sa Phu cho ngựa chạy kiệu, hồi lâu đi tới một tòa dinh thự đồ sộ cực kỳ sang trọng. Kinh quan thái sư đây nhé, đạo trưởng. Đức võ nhìn nhận cẩn thận, đoạn bảo Sa Phu đánh xe về Thái Hòa lộ. Lát sau tới nơi, Đức Võ trả tiền xe rồi đến thẳng nhà Tổng Thái Giám Lý Tuyên. May thay hôm ấy họ Lý có ở nhà mừng rỡ tiếp đón. Một mình thượng nhân lên Yên Kinh thôi à? Đức Võ mỉm cười. Xuống Yên Kinh thì đúng hơn vì bần đạo ở Trương Gia Khẩu tới. Lý Tuyên gọi gia nhân làm cơm nhưng Đức Võ ngăn lại. Bần đạo dùng bữa ở Lưu Cầu Kiều rồi, xin ngủ nhờ thôi. Đã tới đây mà thượng nhân còn ăn trước ở Lưu Cầu Chắc là có việc chi bất thường hả Quả vậy Mai mới biết đích xác được Có lẽ sẽ nhờ đến tiền sinh Tối ngủ nhà đêm nay Sáng mai mới vào cùng Lý Tuyên hối gia nhân dọn phòng riêng để cho khách ở Qua cách hai đêm ấy Đức Võ đang nghỉ gọn ghẽ phi hành vào dinh Trần Thái Sư Trong đại điện Đèn lửa đều tắt tối om Đứng trên nóc nhà Đức Võ thấy có ánh sáng lên lói hậu viên Bên truyền tới đó Ánh đèn phát ra từ một gian phòng đầu ở dãy nhà hàng ngang nhẹ nhàng được võ lèn vào hành lang ghé mắt giam qua khai cửa trong phòng hai đầu đà lực lưỡng hùng ác vừa đối diện đánh cờ vừa chuyện văn được võ nghe rõ một một không sót câu nào nghĩ thầm ta ngờ quả đúng không sai hai tên này là thủ hạ kim lăng vâng lệnh thuận vương lên yên kinh ám sát thiên tử đây mà bọn gian tặng này ghê gớm thật được xem xem chúng sẽ định dở cho gì nhân dịp muốn thử tài hai đầu đà được võ bèn phi thân lên mái nhà cố ý đi nặng chân đoạn nhẹ như cắt truyền hoa viên nhảy lên cây lớn ẩn mình trong khóm lá um tùm để xem động tĩnh quả nhiên lát sau hai đầu đà thấy động kéo nhau ra xem xét tìm kiếm đức võ nhìn kiểu cách hai người biết công phu luyện tập của chúng và bậc khá lôi xích thường phi tìm kiếm quanh nhà không thấy gì thì bèn trở vào trong đức võ chờ chúng đóng cửa xong xuôi thì mới từ trên cây nhảy xuống vượt tường ra khỏi hoa viên trở về nhà lý tuyên đi nghỉ sáng hôm sau lý tuyên sửa soạn vào hoàng cung Đức Võ nói Lý tiên sinh hãy tàu với Hoàng thượng Bần đạo có việc tối ưu quan trọng Xin ý kiến À vậy thượng nhân cùng với tôi vào cung ngay cũng được Giờ này thiên tử có lâm triều Xin cứ tàu hộ như vậy Viên tổng thái giám suy nghĩ giây lát Đã vậy cuối giờ mùi Thượng nhân chờ tôi ở cửa hậu hoàng thành Tôi sẽ đưa vào Người còn nhớ cái cửa ấy chứ Quên sao được Đúng giờ bần đạo sẽ có mặt tại đó Cần phải trang phục thái giám nữa không? Lý Tuyên lắc đầu Không cần đâu Viên tổng thái giám đi khỏi Đức Võ ở nhà mưu tính cuộc cứu giá Và đàm đạo cùng với Lý Lão Ông Đúng giờ Đức Võ đến nơi hẹn Mà Lý Tuyên đã chờ sẵn ở đó rồi Lý Tuyên dẫn thượng nhân Theo đường cũ vào thẳng Khánh Hòa Điện Vĩnh là hoàng đế Chờ ở thư phòng ở trên lầu ba Vào đến nơi Đức Võ toàn quỳ xuống chiều bái Thì nhà vua đã phán miễn lễ cho hiền khanh và chớ cầu nệ để chấm được thân mật hơn. Đức võ vái dài cảm tạ, nhà vua chỉ cầm đôn mời ngồi. Lý Tuyền toàn rút lui thì hoàng đế giữ lại mà rằng Lý Khanh cũng ngồi đây không sao Thợ nhân có điều gì mách bảo chẫm Đức Võ nhìn kỹ sắc diện thiên tử Rồi tâu trình vụ vô tình dò xét Biết được việc hai đầu đà do Kim Lăng phái Lê Yên Kinh Ở trong dinh thái sư đang mưu đồ hành thích Nhà vua tái sắc, cao mặt rồng Thế này thì chúng lộng hành quá sức rồi. Để chậm phái ngự lâm quân vây bắt Trần Chí Hòa và nội bọn điều tra, chu di tam Độc. Dám xin bệ hạ chớ nóng giận mà hỏng đại sự. Thần đã tới đây thì quyết sẽ vì bệ hạ mà bắt được hai tên thích khách ấy để sau này có dẫn chứng cùng với gian đảng cho chúng khỏi phải chối tội. Thái sư thấy chúng không trở về, tất nghĩ rằng bọn đầu đá không thi hành nổi trọng trách xấu hổ đã bỏ đi, chứ không ngờ là chúng bị bắt đâu. Vậy đêm mai, thần xin thay thế bệ hạ chở chúng tới, trong khi ấy thì bệ hạ và lý tổng thái giám cứ an tâm núp sau chiếc tủ lớn kia xem hạ thần bắt thích khách như thế nào vĩnh là hoàng đến nén giận ưng theo kế hoạch của thượng nhân được trẫm chuẩn y lời khanh nhưng khanh ở luôn trong cung cùng với chậm có được không lỡ chúng thay đổi kế hoạch đêm nay và hành thích thì sao thần đoán chắc đêm mai chúng mới hành động vì chúng dò biết đêm nay bệ hạ không có ngự tại điện khánh hòa sao chúng biết rõ được như vậy chắc Trần Chí Hòa lộ chuyện bày mưu thiết kế cho hai tên gian đạo ấy chứ chẳng không. Môn tàu, dĩ nhiên là thế rồi. Giờ đây thần xin cáo lui, chiều mai sẽ vào hầu. Khách trở về tư thất cùng với Lý Khanh. Dạ. Nói về Trần Thái Sư, sáng hôm sau dậy trước canh năm sửa soạn vào trầu ngân loan điện đi thường lệ. Khi lên đến kiệu, Thái Sư cho gia nhân xuống thư phòng của Lôi Xích và Thường Phi kêu lên sảnh đường nói chuyện. Lá sau gia nhân trở lại báo, Bẩm thấy sư, nhìn vị hoàng thượng không có ở trong phòng ạ. À. Cửa để hé, con tìm mọi nơi cũng không thấy đâu. Trần Chí Hòa giật mình. Thật như vậy không? Người tìm kỹ chưa? Thử kiếm lại xem nào. Dạ con tìm kỹ rồi, chắc chắn không có ở trong dinh. Thế hành lý còn ở trong phòng không? Dạ không, khí giới cũng vậy. Đem đi hết. Trần Chí Hòa nghĩ thầm. Hay là chúng bị bắt rồi? Do thám xong, ít nhất hai người ấy phải về đây trước anh năm. Mang theo hành lý, chẳng lẽ chúng tính đi thẳng? Họ trần phân vân lo ngại Nhưng giờ đi chầu thì đã tới Y đành phải lên kiệu ra đi Nét mặt khó đăm đăm, lo buồn Trần Chí Hòa nghi ngờ không biết nghĩ thế nào cho sát đáng cả Theo như trong thư của Thuận Vương Hai đầu đá lên yên kinh với nhiệm vụ do thám Hoàng Cung Sau đêm đầu vào Hoàng Thành Mà không thấy về Thì là hoặc bị hại hoặc là bị bắt Nhưng vì lẽ gì mà lôi xích và thường phi phải đem hành lý theo Hay là chúng có mật vụ nào khác mà Thuận Vương không tiện cho ta biết ám sát hoàng đế rồi đi thẳng chăng? Có lẽ, dù thế nào cũng nguy hiểm cho chính mình. Không thể báo động, tất không có cuộc hành thích nhà vua. Nếu hai đầu đà bị bắt trong hoàng cung, chúng bị điều tra và khai ra thì họ trần can tội phản nghịch, bà họ sẽ rơi đầu. Nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Vào tới ngọ môn, Trần Thái Sư xếp áo xuống kiệu vào sân rồng. Bách quan đã tề tụ đông đủ, tụng năm tụng ba trò chuyện Trần Chí Hòa đáp lễ các bạn đồng liêu rồi một mình đi bách bộ trong sân, ruột nóng như lửa, mong thiên tử lâm chiều. Các quan vội vào kim loan điện xếp thành hai bên văn võ. Hai hàng tả thị vệ, hữu thái giám dẫn đầu. Thiên tử vẫn long bào cổn vũ đi giữa, bước lên thềm ngọc sắt vàng. Thiên tử đứng trước long ỷ bách quan phủ phục tung hô vạn tuế. Riêng Trần Thái Sư được đặt cách cung bái. Nhà vua kín đáo nhận thấy nét lo âu thoáng lên trên mặt họ Trần thì hiểu ngay nguyên cớ vì hai tên đầu đà thích khách không trở về chứ gì trái lại trần thái sư liếc trộm thấy mặt rồng hoan hỉ khát thường lấy làm lạ không hiểu vì sao chưa bái xong bách quan an tọa nhà vua nhìn khắp hai hàng văn võ và cuối cùng nhìn thẳng vào mặt thái sư trần trí hòa dùng mình chớm hắt luôn mấy cái nghĩ thầm chết rồi chắc là có chuyện gì rồi giây lát thiên tử phán hình như trần khanh quý thể bất an nếu vậy chậm cho miễn hầu hôm nào khỏe thì hãng lên Ờ, dạ thưa, không sao ạ Hạ thần ít lâu nay quả là trong người không có được bình thường Nhưng cũng còn đủ sức đi chầu, không đến nỗi phải nghỉ Ồ, vậy sao không cho chậm hay? Để tan chầu, chậm sẽ phái ngựa y vào dinh, trần bạch bốc thuốc đại bổ Thái sư sẽ bình phục ngay Hẳn là vì khanh mắc nhiều công chuyện tổ chức võ trạng Và sửa soạn võ trường nên bị lao lực chứ gì Khanh quyền cao tức trọng tột bậc rồi để sau cuộc thi võ Chậm sẽ đặt cách khen thưởng lối khác vậy Thấy Khanh làm việc quá sức Chậm ái ngại vô cùng Buồn tàu bệ hạ Làm việc là bổn phận của hạ thần Bệ hạ quá khen khiến thần mắc cỡ với bạn đồng liêu Tội thần quả đáng chết Vì đã để bệ hạ nhọc lòng suy nghĩ Vĩnh là hoàng đế thản nhiên Khanh là người có công với Sơn Hà Xã tác sau nhiều năm phục vụ Lẽ nào chậm không có quyền ưu ái một công thần À, Việc mở rộng võ trường tiến tới đâu rồi? Chừng nào hoàn thành? Khai chiều, Trần Chí Hòa giật mình thon thót mỗi khi nhà vua hỏi đến sức khỏe và khen ngợi công lao của mình. Này vua đổi sang câu chuyện khác, họ Trần khoan khoái thở phào như kẻ vượt, cất được một sức nặng ngàn cân đè nén trên lồng ngực. Muôn tàu, việc đó mới xúc tiến mạnh mẽ chỉ trong vòng một tháng nữa là hoàn thành ạ. Vĩnh là hoàng đế gật đầu, Kỳ này, với thuận vương đứng ra làm tránh giám khảo, rất tâm lý, chiếu chỉ đã được cấp tốc gửi xuống kim lăng. Được lắm, đã lâu chưa không có dịp gặp y chuyến này, phải quyết mở đại hội chung vui. Vua lần lượt thản nhiên nghe các quan khác xuất bản tâu trình cùng với việc phê phán công minh rồi bãi chiều. Trần Chí Hòa về phủ càng không hiểu vụ lôi xích thường phi đã mất tích ra thế nào cả nên kết luận rằng chúng đã thử vào hoàng thành. Thấy khó khăn, tự liệu không hành động nổi, bèn lẻn về phủ lấy hành lý rồi bỏ đi mất. Có lẽ chúng đã đại ngôn trước mặt thuận vương, chứ biết chừng không dám trở về kim lăng. Họ trần bèn thả một bức mật thư, sai người thân tín đưa gấp xuống kim lăng. Thư rằng Trần Mỗ thân gửi Chu Huy Nhã Giám Lôi thường thân hữu có quà yên kinh ghé thăm Rồi được đúng chín hôm Và yêu cầu giúp đỡ một vài việc Tôi không hề quản ngại chỉ dẫn y đến nơi đến trốn Trong thời gian ở lại tệ phủ Đã có lần y đi thưởng ngoạn cảnh Và khi trở về thì thí tử bất phân thiên địa Lấy tình bằng hữu khuyên bảo y Nên kiên trì làm việc Dễ đầu ngay buổi đầu Y cuốn gói đi thẳng không một lời từ tạ Có lẽ thấy công tác khó Nói phủ phiếm thì dễ Nên mắc cỡ bỏ đi chăng Nhân dịp kinh sư sắp tuyển võ trạng Nên kính thỉnh đại huynh bớt chút thì giờ vàng ngọc bác du để chúng ta có dịp đàm đạo Trời thanh cảnh đẹp, đất yên kinh đẹp hơn xưa nhiều. Tôi mong chờ đại huynh ngay từ bây giờ. Kính thỉnh, trần mỗ ký. Tại Kim Lăng, Thuận Vương lần thứ nhất nhận được công văn triệu về kinh giữ chức tránh giám khảo cuộc thi võ trạng, đồng thời tiếp luôn bức thư của Thái Sư mời lên yên kinh, bèn tức khắc mật họp cùng với vô địch tướng quân Hoàng Bách Thắng và Tôn Quân Sư. Hai người hết sức can ngăn. Tôn Hoàn nói, đây là cái điệu hổ ly sơn của nhà vua, lành ít dữ nhiều thần đã thử bói quyết khuyên vương gia nên thận trọng hoàng bách thắng thưa tiếp thần đồng ý với quân sư thần không chủ trương việc về lại kinh sư biết đâu cuộc khảo thí võ trạng lại chính là quỷ kế khiến vương gia không nghi ngờ tin tưởng lê yên kinh rồi sẽ bị giữ chặt lại đó sao nhà vua không thỉnh vương gia trong cuộc khảo thí trước kia đi thuận vương đáp trong công văn có nói tới điểm muốn các anh hùng kiệt sĩ Giang Nam nghe tên cô gia mà hưởng ứng đông đảo kỳ khảo thí này. Xe dạng mấy kỳ trước, thí sinh phần nhiều là người các xứ khác, riêng phần Giang Nam lèo tèo có vài người. Mà thật đúng vậy, kỳ nào cô gia cũng có đầy đủ danh sách thí sinh dự cuộc. Sĩ tử đất Giang Nam quả là chẳng có mấy ai. Già dạ dĩ, Thái Sư ở tại Yên Kinh, hiểu rõ tình hình trăm chiều hơn chúng ta, cũng nhấn mạnh cô gia nên nhận vua không nghi ngờ thì càng dễ dàng cho ta hành động tại Kim Lăng. Không lẽ thái sư xưa này vẫn cộng tác với cô gia, lại không suy tính đưa cô gia vào hiểm địa sao? Hoàng Bách Thắng quả quyết. Muốn thế nào chăng nữa, vương gia không thể về kinh lúc này. Phải chờ xem lôi xích, thường phi hành động kết quả thế nào đã. Ở vào địa vị của vương gia, thần quyết từ chối không đi. Cô mật bàn đến đây tạm ngừng vì còn chờ tin yên kinh về lôi thường hai người đó thuận vương về hậu cung bàn riêng với hai thế tử và lan anh quận chúa luôn đó nói thật tất cả vụ mật hai đầu đà lê yên kinh với nhiệm vụ hành thích thiên tử ba người im lặng hết sức về vụ hành thích quân vương chu trấn quốc nói còn rất tiếc là vương phụ đã quyết định một việc tối ư lớn lao như vậy mà lại không cho chúng con tham dự dù thế nào thì sự tình cũng đã lỡ rồi nếu không có việc hành thích này chúng con chủ trương khuyên người nên nhận chức chính giám khảo võ trạng xét kỹ cũng không có hại thuận vương hỏi con thử trình bày điểm vô hại tăng nghe xem nào trần quốc nhìn hai em rồi nhìn thẳng vào mắt thuận vương và rằng đây con không nói tới ưu điểm và chỉ chuyên nói tới điểm hại nguyên soái và quân sư chủ trương rằng nếu phụ vương theo chiếu chỉ lai kinh sư thì sẽ trúng kế điệu hổ ly sơn bị thiên tử giữ lại yên kinh dù thế thiên tử cũng không vịn vào cớ nào bắt tội phụ vương trái lại chỉ để phụ vương phục vụ tại trong triều như vậy không hơn là phạm điều bất tuân thượng lệnh bị khép vào tội nghịch mạng thiên tử ư Xin phụ vương cần nhắc xem đằng nào nặng nhẹ Khởi binh đánh trước thì không chắc thắng Nghịch mạng thiên tử Triều đình xuất binh hỏi tội thì càng khổ cho ta hơn Khi đó lầm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan Phụ vương định trả lời ra sao Suy nghĩ hồi lâu Thuận vương nói Trong trường hợp giữ ta lại yên kinh Thiên tử bổ nhiệm người khác về kim lăng Các không nghĩ đến các nghi trượng ta đang dùng Các cơ quan kiên cố xây dựng trong vương phủ Số bình tướng lớn hơn số do triều đình ấn định bản phúc trình của tân quan gửi về triều đủ để hại ta rồi có không quên tính tới các điểm đó ư trấn quốc cả quyết trái lại còn tính toán hết rồi có hai giải pháp thứ nhất phụ vương cho bảo quốc ngũ hổ và tiên phong cải trang làm vệ tướng theo hầu nếu thấy sự gì lạ phụ vương phái bảo quốc cấp tốc phi mã về kim lăng còn thừa thì giờ để hủy bỏ hay chuyển các nghi vệ hiện đang đóng đến nơi khác thứ hai nếu trừ tướng không chịu theo phụ vương có tên dùng họ được nữa không đừng nói chỉ đến chuyện khởi binh xoán ngôi trời, mưu đồ đại sự. Âu đây cũng là một dịp để phụ vương thử vàng, thao, xem họ trung thành tới mức độ nào. Về số quần phụ trợ ở Kim Lăng, nhất thời huy động được, tất cũng nhất thời phân phái chúng với các điểm cũ như trước rất mau lẹ dễ dàng, còn sẽ thân trinh đảm nhận việc đó. Các cơ quan xây dựng phòng bị kiên cố trong vương phủ thì là lẽ dĩ nhiên. Phụ vương há không phải đường đường vương tước, cần phải được phòng vệ chắc chắn, chứ không thể hững hờ như cố thuốc phụ vĩnh bình ở Hàng Châu để đến nỗi bị sát hại dễ dàng được. Thiên tử không thể căn cứ vào cái điểm này để mà hạch tội một người trong hoàng tộc được. Còn luận như vậy, nhưng dù thế nào thì cũng phải chờ xem kết quả của hành động của lôi xích thường phi ra sao đã. Nếu họ đạt được mục đích, phụ vương có ưu thế khởi binh. Trái lại, nếu họ thất bại, bị bắt điều tra, sẽ lộ hết việc bí mật của Kim Lăng. Tình trạng của gia đình ta sẽ lâm vào thế cực kịch nan giải nhưng phụ vương vẫn có quyền đối chất hoàn toàn phủ nhận lời khai của người ấy nói là chúng vu cáo chẳng hạn thiên tử vẫn không thể căn cứ vào lời khai của chúng để mà bắt tội phụ vương được tại sao vậy vì không lẽ nào phụ vương lại phá người đi hành thích thiên tử mà còn tự dẫn thân về triều để mà lãnh tội khi quân nữa bởi vậy con chủ trương việc phụ vương quay về chỉ có lợi chứ vô hại nghe trần quốc hùng biện lý lẽ vững chắc thuận vương mừng thầm có được người con thao lược nhưng vị vương gia ấy vẫn nghĩ lung lắm. Chấm ngâm hồi lâu, Thuận Vương hỏi. Hoàng Bách Thắng và Tôn Quân Sư chủ chiến, ta làm thế nào để thuyết phục họ lên yên kinh được? Chu Trấn Quốc đáp. Ngũ Hổ và Tiên Phong đều là những người công phu điêu luyện, nhân cứ cuộc thi võ trạng. Phụ Vương khuyến khích họ ra đấu trường tranh tài, giật giải. Thắng cuộc, họ xuất chính làm quan phục vụ triều đình, khá không hơn là làm quan ở Kim Lăng này, mà lại còn phải lâm trận, trình chiến vất vả, vị tất đã thành tựu là kẻ anh hùng hào kiệt thì phải biết quyền biến không công nệ mới mong trị được thiên hạ, cũng như phụ vương để mang tiếng hoàng sao thiên hạ chê cười bia tiếng để đời hậu thế biển mai đấy. Thuận Vương trầm ngâm gật đầu. Được, để chờ vài ngày nữa xem có tin gì lạ không, ta sẽ quyết định sau. Từ ngày tình hình Kim Lăng trở nên nhộn nhịp sau vụ đề đốc hàng châu bị ám sát đêm nào nhạc lan anh cũng ra giả sơn để xem tam hiệp có nhập vương cung cùng với nàng thông tin tức không phần nàng cũng muốn biết tin tức bên ngoài để mà lo liệu nhưng tam hiệp bật vô âm tín khiến nàng mỏi mắt trông chờ sang đầu mùa hạ một sáng kia lan anh theo thường lệ ra bên giả sơn thao luyện quyền kiếm Muốn xong một bài nàng chống kiếm nhảy vút lên đỉnh gọn giả sơn đứng chơi vơi như chiếc hạc đầu non khoan khoái hô hấp khí trời lành lạnh ban mai giữa cảnh sắc hoa viên muôn màu lung linh ngoạn mục thì chợt thấy có mảnh giấy nhỏ trắng tinh nằm gọn trong hốc đá dưới chân nàng mừng quá lan anh nói một mình à, có lẽ làm y nữ hiệp vào đây đêm qua và để giấy như nàng đã hứa cúi xuống lượm mảnh giấy chặn ở dưới viên đá nhỏ lan anh nhẹ nhàng thả người xuống đất ngồi sau giả sơn nhìn quanh không thấy ai thì mới dòm ngó mở ra đọc Lá thư nhỏ bằng bàn tay chỉ vào vẹn có mấy chữ. Đêm nay, canh ba, nếu không mưa lớn. Đúng làm y nữ hiệp rồi, không sai. Từ bao lâu nay, Lan Anh khát vọng được tái ngộ vị nữ hiệp kỳ tài đã khiến cho Thuận Vương đến tướng tá, luôn luôn phải bàn tán tới nàng. Lan Anh quyết nhân dịp này sẽ dò xét xem ai đã ra tay hạ sát kẻ thù bất cộng đái thiên của họ nhạc. Suốt ngày hôm ấy, nàng đứng ngồi không yên, chỉ mong cho chóng tối để được gặp Lam Y. Vương nhũ mẫu thế lạ, Tưởng lăn Anh đau Tiểu thư sao đấy Bận nhiều việc trong vương cung nên tinh thần bất an à Có sao đâu Việc vương cung có bận nhưng cũng chẳng đến nỗi nào Đêm nay tôi không ngủ sớm đâu Có việc gì nữa Hai thế tử đã ưng thuận canh phòng đêm khuya cho tiểu thư đi ngủ sớm rồi cơ mà Phải rồi Nhưng đêm nay tôi có khách xa tới Ai vậy Những ba người cơ Tôi tiếp họ trong phòng này Canh ba họ mới đến Ôi tiểu thư cứ nói giỡn hoài tôi không nói giỡn đâu Ngồi xuống đây tôi nói cho bà nghe Là lành đem chuyện Lam Y Nữ Hiệp nói lại cho Nhũ Mẫu hay Và dặn thêm Hai thế tử tuần phòng rào giết Đứng ngoài giả sơn nói chuyện không tiện Nhũ Mẫu đúng canh ba Để cửa sổ hé nhỏ và bỏ bớt đèn trong phòng đi Tôi sẽ đón họ vào đây Tôi đến, lỡ có ai hỏi Thì cứ nói là tôi khó ở, đi nằm sớm rồi Tôi sẽ thi hành đúng Tiểu thư nên thận trọng nhé gớm còn phải dặn nữa làm như tôi còn nhỏ dại lắm ấy. Đêm hôm ấy, Lan Anh trong đèn đọc sách đến quá canh hai, bèn tắt hết đèn trong phòng, leo ngồi lên cửa sổ cuốn, trồng xuống ngọn giả dạ sơn dưới hoa viên um tùm cây cối. Hai lần quân tuần phòng đảo quanh phía ngoài hoa viên. Từ ngoài vọng lâu xa xa, trống từ từ đổ canh ba. Các vọng canh khác, đánh kiểng trả lời. Vọng số một, gõ một tiếng. Vọng số hai, hai tiếng. Tiếp tục lần lượt cả tám vọng quần phòng đặt theo tám hướng quanh khu vương phủ rộng rãi mênh mông. Không thấy động tĩnh, Lan Anh chú ý nhìn trên các mái, định xem Tam Hiệp vào cung theo hướng nào. Nàng nóng ruột đeo kiếm nhảy xuống hoa viên theo các dạng cây quanh co ra tới giả sơn rộng rãi. Nàng ngơ ngác nhìn quanh không thấy gì, bốn bể yên lặng như tờ. Nghi hoặc, Lan Anh đi vòng ra phía sau giả sơn thì Tam Hiệp đã ngồi chờ đó từ lúc nào. Ba người cùng đứng lên thi lễ, Lan Anh vái chào. Kia, Ba vị đến đây từ lúc nào vậy? Trời ơi! Khát vọng bao lâu nay mới được tái kiến? La Mì nữ hiệp tươi cười. Đến giả sơn từ lúc chống đồ canh ba rồi. Tiểu mụ có nhìn lên trên mái mà không thấy. Có chuyện trên mái, nhưng vào tới hoa viên thì đáp xuống đất ngay và lẩn theo bóng cây vào đây. Vậy mời ba vị vào phòng hàn huyên cho tiện. Ngoài này tuần quân qua lại luôn luôn. Hiền muội đi trước dẫn đường, chúng tôi theo sau. Tức thì Lan Anh đi trước vòng theo các dạng cây và tới đầu lạc dương đình phi thân lên mái ngói, vượt qua lan can và phòng tối om. Lam Y hỏi Hiền mượn không để đèn à? Hồi nãy ngồi chờ đến tắt đèn để tiểu mũi đi lấy. Nàng ra phòng bên, cầm ngọn đèn dầu, khêu tỏ trở lại. Âu Dương Bích Nữ với tay đóng cửa sổ. Tam Hiệp nhìn quanh thấy căn phòng rộng rãi, trang hoàng, gọn gàng, nhã nhặn. Làm Anh mời khách quý ngồi xuống bộ kỷ, trải nệm gấm đỏ, kê trong góc phòng. Bên chiếc cuốn thư bày một chồng sách cổ và chiếc bình lưu ly cắm mấy cành hồng trắng muốt. Bông nào cũng lớn bằng miệng bát, tỏa hương phảng phất dễ chịu. Trên chiếc án, bằng từ đàn hương, bày chiếc bình xứ sang tây men trắng, cắm hai bông hát mẫu đơn đen mượt như nhung. Từ phòng bên, tiếng giày lẹp xẹp đi vào khiến Tam Hiểm ngạc nhiên. Biết ý, Lan Anh nói, đó là vương nhũ mẫu nuôi tiểu muội từ khi còn bế ngửa. Lặng lẽ, nhũ mẫu cúi chào khách lạ, đặt khay trà và tuyết lê gọt sẵn, tinh xảo, để trên án, rồi lùi bước im lìm như lúc nào. Lan Anh mời khách quý dùng trà và trái lê. Chú Đức Kiệt mỉm cười đưa tay mời Lam Y và Âu Dương Bích Nữ. Chủ nhân nhà ý đãi quả thì dùng đi chứ, mấy khi được tiếp đãi ngay trong vương cung thâm nghiêm. Lan Anh hỏi, Chu Huynh và nhị vị tiểu thư hẹn gặp ở đây chắc có điều gì sẽ bảo. Lam Y gật đầu. Trước hết về qua đây, nhớ nhau vào thăm, sao là báo việc ở Hàng Châu hồi cuối năm ngoái. Chắc hiền muội thừa hiểu là việc gì rồi. Vụ Vĩnh Bình bị ám sát, tiếc rằng tiểu muội không được tự tay làm việc đó. Ba nhân vật hành động bên Hàng Châu, tiểu thư có biết là ai không? Hiền muội oán những người ấy à? Không, chỉ là tiếc không được gặp để tạ ơn thôi, nếu chờ thì biết đến bao giờ tiểu muội mới được ra khỏi nơi cấm thành này. Thật là hiền muội không oán chứ. Ngủ muội xin thề. Đưa mắt nhìn Âu Dương Bích Nữ và Đức Kiệt, Làm Mì chậm rãi. Ba người ấy hiện đang ngồi trước mặt hiền muội đấy, và người đã thay hiền muội lấy thủ cấp gian vương vĩnh bình là gia tẩu. Làm y đưa tay chỉ bích nữ, nói tiếp Chính thanh báo kiếm đeo ở trên vai kia Đã uống máu kẻ đại thù của hiền muội Lan Anh vội đứng lên cung xá ba người và hướng vào Âu Dương Bích Nữ toàn lại. Nhưng Bích Nữ đã cầm tay Lan Anh ngăn lại. Sao hiền muội lại câu nệ thế? Đối với lệnh cối song thân, tôi như con cháu trong nhà. Sở dĩ hạ sát vĩnh bình vì tôi còn theo lời yêu cầu của một người nữa. Đối với gian vương, người ấy cũng có mối đại thù tương tự như hiền muội, cho nên chúng tôi hành động một việc thành hai. Lan Anh ngồi xuống kỷ. Khi hay tin, tiểu mộ đoán ngay là tam hiệp nhưng trong biên bản gửi về Kim Lăng thì lại ghi là ba người hành động bên Hàng Châu là Nam Nhi. Phải chăng nhị vị tiểu thư đã cải Nam Trang? Lam Y gật đầu. Quả là có vậy, vì chúng tôi không muốn Thuận Vương dự đoán được là ai. Nếu thế ba vị đã đặt ý muốn, vì Thuận Vương không hề nghi ngờ đến kẻ thù số một đương đầu với binh tướng Kim Lăng ở Nam Môn Kỵ Mã Trường hồi đó chính là những người đã hạ thủ Vĩnh Bình. Thảo nào trong giấy truy nã hung thủ hạ sát vị đường quan của triều đình Chỉ đề cập tới ba tên thanh niên tạc đồ Ngoài ra Thuận Vương có phản ứng gì khác không? Riêng đối với Tam Hiệp thì chỉ có vậy thôi Còn phần đại sự Hiện nay các tướng lĩnh Kim Lăng và quân sư Muốn khởi chiến tranh giành thiên hạ với triều đình Yên Kinh Chú Đức Kiệt nói Sao hiển muội không bày tỏ điều hơn lẽ thiệt Dáng mà can ngăn Thuận Vương quên mộng hoàng đế đi có hơn không? Ngô Huỳnh có cảm tưởng như Thuận Vương không đủ lý trí sáng suốt trong việc mưu phản Minh Triều. Y bị ảnh hưởng của các tướng lĩnh do chính y đã kết tạo thì đúng hơn. Từ ngày xuống Nam, chưa bao giờ ngu huynh nghe thấy dân chúng than phiền riêng gì về cá nhân thuận vương, hiếp đáp dân lành hay giam hãm phụ nữ cả. Trái lại, chỉ có bộ hạ, do được kết nạp, đã dựa vào thế chủ nhân mà lộng hành tác yêu tác quái trong dân gian. Với bình tướng ấy, dù có mạnh biết mấy mà không được làm dân, thì giành thiên hạ với triều đình yên kinh sao nổi. Lan Anh đáp các tướng lãnh chủ chiến thì chỉ có riêng hai vị thế tử chu trấn quốc và chu bảo quốc là cực lực cản ngăn phản đối cuộc khởi phản hai người ấy quả thực là xứng danh hoàng tộc nếu các tướng lãnh ai cũng như hai thế tử thì chắc chắn thuận vương sẽ thành người tốt chu đức kiện nói tiếp tại yên kinh hoàng đế tuy hơi nhu nhược nhưng mà biết phục thiện theo lời ngay lẽ phải trăm chiều tuy bị thái sư trần trí hòa gian tâm lộng hành thật ra về mặt binh bị thì cũng khá mạnh mẽ bày tôi trung thành không ít đâu nhưng nguyên soái mã thành long tổng trấn hà thiên thọ thủy sư đề đốc đàm bá Phục đều là những bậc đại thần trung trực dòng giống công thần lập quốc đấy Bình tướng thuộc quyền chỉ huy của ba nhân vật ấy đều rất thiện chiến và tình nhuệ vậy lực lượng kim lăng chống chọi sao nổi được với ba đạo quân mạnh mẽ ấy dù ngũ hồ kim lăng có khởi binh mau lẹ chiếm cứ sang nam ngô huỳnh dự đoán cũng chẳng tiến hơn được nữa trái lại sẽ bị ba đạo hùng binh của mã hà đàm bao vây tỉa dần dần đến lúc suy nhược thì chỉ đánh một trận lớn là tan vỡ hết Tài của vô địch tướng quân của họ Hoàng bất quá, mạnh như sư thúc y là phi không trước kia ở Kim Cương Tự bên Dương Châu. Hoặc giả hơn chút nữa là sư phụ thiên không của y ở lĩnh Nam La Phù Sơn là cùng chứ gì? Mạnh như hạng võ trước kia không được lòng dân, đối với quân tướng chỉ dùng oai võ chứ không có nhân tài, còn chết ở ô Giang nữa là vô địch Hoàng Bách Thắng. Hiện bộ nên bàn với Trần Quốc và Bảo Quốc nhấn mạnh về điểm ấy cho Thuận Vương khỏi phải tin tưởng mù quáng, khởi chiến lại hại mạng sinh linh. Đó là điều nhân đức đáng làm hiền muội chớ có bỏ qua lam y nữ hiệp nói đối với triều đình chúng tôi không nghịch cũng như không chống lại thuận vương nhưng quyết không bao giờ tha cho bọn tham quan ô lại ác bá cường hào cậy uy thế cả mạnh hiếp yếu trái ngược với tôn chỉ hiệp nghĩa giang hồ trước kia tưởng có mình hiền muội chống lại chủ trương phản nghịch của thuận vương nay có thêm hai thế tử đồng ý thiết tưởng không đến nỗi cô lập lắm nhạc lan anh chậm rãi Trần Quốc bảo quốc không biết chuyện Gian Vương Vĩnh Bình là kẻ thù của họ nhạc và vẫn yên trí tiểu muội là em gái ruột vì thận vương và vương phi rất chiều chuộng tiểu muội như thể có ý muốn sửa lại cái lỗi của vĩnh bình đã gây sóng gió tan nát cho gia đình họ nhạc đối với tiền tử trần quốc bảo quốc là người tôi chung cũng như đối với Thuận vương hai người là con chí hiếu thái tử can gián cha vì lẽ không muốn mang tiếng bất trung và nhận thức tình thế bất lợi của lực lượng kim lăng chứ không có khuynh hướng mù quáng chủ chiến như những thuộc hạ thuận vương nếu thuận vương bị dồn vào tình thế khó khăn hai thái tử lẽ cố nhiên sẽ liều mạng để bảo vệ phụ vương cho đến cùng bởi vậy hai người mới cố tình cản ngăn cuộc khởi binh phản động khuyên vương phụ về kinh nhận chức tránh giám khảo võ trạng để giữ được lòng trung hiếu vẹn toàn tiểu muội thật sự khâm phục thái độ của họ và không khỏi thắc mắc một điều lam y hỏi Tiêu gì hiền muội cứ tỏ bay theo thiền ý bao năm nay thiên tử không hề triệu thuận vương về kinh nay bỗng dừng gọi về Chẳng phải người đã mong manh biết tin tức gì đó Trước chính giám khảo võ trạng Chẳng qua chỉ là một cái cớ Để điệu thuận vương ra khỏi căn cứ kim lăng Tránh mầm loạn Không hiểu sau này Thiên tử có rộng lượng cho vị vương gia bị u mê Được an ổn ở yên kinh Nếu không Họ sẽ ân hận vô cùng Vì đã tin tưởng vô tình khuyên vương phụ vào nơi tử địa Về thực tế Thuận vương có tội Nhưng cuộc khởi loạn chưa thành Nên có trường hợp ra giảm Chẳng hay tiểu thư nghĩ sao Lam khen thầm Lan Anh hiểu sâu biết rộng, bèn đáp. Dĩ nhiên, thiên tử vốn đại lượng, không bắt tội, vì thuận vương tỏ lòng ngay thẳng, theo mệnh, về kinh chầu vua. Đánh kẻ bỏ đi chứ không ai nỡ lại đi hại người chạy lại. Nếu thuận vương trần trừ không nhất quyết, chậm trễ về kinh để thiên tử nổi giận, huy động tướng Bình xuống kim lang Hỏa tội, khi đó thì chắc chắn không còn phương cứu chữa đâu. Ngay như chúng tôi thuộc giới giang hồ trung lập, nhưng biết rõ bộ hạ thuận vương phần đông thành tích bất hảo, lúc đó sẽ đứng về phe triều đình có chính nghĩa dẹp tan phản loạn tướng tá kim lăng có căn bản võ nghệ sức khỏe thật đấy nhưng hẳn hoi được có bao nhiêu người tính sơ sơ cho hiển muội nghe nhé ngũ hổ tướng tiên phong điêu thiên phượng hai thế tử làm chủ chốt linh hồn của binh lực kim lăng mã bộ chiến tướng được có vài trăm người ngoài ra bọn giang hồ hắc đạo theo thuận vương để lấy chỗ dung thân kể cả đầu đà hiện thân ở dưới trướng nhiều lắm là ba chục người bản lãnh khả dĩ dùng được trong các trận đấu vặt tay đôi chứ không thể tin cậy được khi lê ngựa ra quân thao lược nói riêng về đầu đà đã ai bằng phi không khi trước ở kim cương tự cứ cho rằng thiên không trên hẳn phi không hai ba bậc xuống giúp kim lăng vì tình môn đồ đi nhân vật ấy cũng không thể làm lệch cán cân chiến đấu lấy phần thắng về cho thuận vương được nhạc lan anh rót trà nóng mời tam hiệp uống xong tuần trà Làm ý nữ hiệp nói tiếp bây giờ tôi nói qua về lực lượng triều đình đại tướng chuyên môn điều khiển buôn quân, lược thao đủ cả, có nguyên soái Mã Thành Long. Sau họ Mã có tổng trấn Hà Thiên Thọ và thủy sư đề đốc đảm bá phục. Riêng ba người này đã là ba bộ óc binh pháp như thần, có thể điều khiển tam quân đánh bất cứ ở mặt nào. Dưới trướng Mã Nguyên Soái, trừ bộ tướng Mã tướng Ngàn Viên thì còn có ba người con được liệt vào hàng thượng tướng, phi thiểm tẩu bích. Mã Chiến, Bộ Chiến chuyên phục vụ cho quân binh. Đó là Ngọc Diện Hổ, Mã Thành Hổ, Hoa Ban Báo, Mã Thành Báo nữ tướng Phi Vân Yến, Mã Kim Loan, bảo đồ của triêu Vân trên ngũ Phật tự, Lai Bình Loan. Về đạo quân tứ xuyên thiện chiến, không cần kể tới các tướng thuộc hạ. Tôi chỉ nói tới hai người con của Hà Thiên Thọ là Ngọc Kỳ Lân Hà Thiên Tường, Trại Nguyên Bá Hà Thiên Khánh. Hiền muội đã mục kích hai viên dũng tướng tài ba này trong kỳ kỵ mã hồi trước ở Kim Lang rồi đấy. Nhạc Loan Anh gật đầu, làm y nói tiếp. Còn cánh thủy quân kiêm lục chiến của quan thủy sư họ đàm. Chính Chu Huynh và tôi đã may mắn được xem diễn trận Trường Sa hồi đầu năm ngoái ở trên dòng Trường Giang. Thật sự là trùng trùng điệp điệp, uy võ và bậc nhất thiên hạ. Con trai độc nhất của đàm bá phục cũng và bậc anh hùng xuất chúng. Hiển muội liệu mà xem, ngũ hộ tướng Kim Lăng tuy khá thật, nhưng có chống cự nổi hàng ngũ triều đình như tôi vừa mới trình bày không? Bây giờ nói tới lực lượng giới giang hồ hào kiệt sẽ theo chính đạo phục vụ dưới cửa quốc gia, chị em chúng ta là người một nhà hơn nữa hiền muội là môn đồ của thượng thái thiền sư đồng môn phái thiếu lâm với gia tẩu âu dương bích nữ đây tân đã thở hiểu trong ba người đại đồ đệ của sư tổ trí dũng và nhất khánh môn thiếu lâm có trại mạnh thường âu dương tổng thiện triều đức thiền sư hiện là sư trưởng thiếu lâm tự trên tung sơn và lệnh sư phụ thượng thái ở long sơn không cần nói tới các bậc tu hành chẳng bàn tới chuyện trần ai nhưng lão anh hùng Âu Dương Tổng Thiện có ba người con được liệt vào hàng đệ nhất môn đồ thiếu lâm tự. Ba người đó sẽ phục vụ dưới cờ chính nghĩa. Đó là cái thiên ô vân, Âu Dương Tổng Cát, thần mã truy phong, Tổng Đức và gia tẩu thiết phiến cô, Âu Dương Bích Nữ. Căn cứ vào tài lực của gia tẩu, hiền muội đủ để dự đoán nghệ thuật công phu của hai người anh. Với đại danh lão anh hùng trại mạnh thường, đứng ra giúp quân triều đình. Và nhân danh cả hai em tôi, hào kiệt tứ phương sẽ kéo về phục vụ đông đủ trong đó có thiết xích tử trương tam sơn thiên lôi tử hồng trường hải với thiết xích tử trương tam sơn giới giang hồ sẽ có thêm các vị anh hùng hào kiệt nổi danh như võ đăng tiểu bạch long trương tam võ tiểu nhiếp an trương nhị nương và của trường sa như nhất thái tử hoàng hoa long nhị thái tử hoàng hoa hổ bốn vị này là cháu gọi tam sơn bằng bá phụ Ngoài ra còn có một vị anh hùng độc đáo của dòng dõi Hán Thọ Đình Hầu khi xưa là Kim Đao Quan Long. Vốn dòng tướng môn, hẳn người ấy không lạ gì nghề thanh đao yên ngựa khiển tướng gia quân. Với lực lượng trên đây, tôi dám chắc là chỉ đánh có một trận là thừa phá tan binh lực của Thuận Vương. Đã từng đánh phi không ở Kim Cương Tự, nếu thiên không xuống núi đứng vào hàng ngũ Kim Lăng, một trong ba chúng tôi sẽ thử sức, quyết chiến với y một trận xem sao. Hiền muội bị bó buộc ở thâm cung, không có dịp giao tiếp với giới giang hồ hiệp khách dĩ nhiên không hiểu rõ tình hình bên ngoài bằng chúng tôi. Cho nên tôi phát trình thực lực bên triều đình với mục đích là để giúp cho hiền muội thông hiểu lực lượng của đối phương, để khi ngăn cản thuận vương hoặc luận bàn cùng với hai thế tử, lời nói có nhiều hiệu lực hơn. Hiền muội nên nhấn mạnh rằng chỉ cần dùng một phần lực lượng của ba đạo quân Mã Hà Đàm là đủ để dẹp phản động, chứ không cần phải tổng huy động. Đồng ý với Chu Huynh và gia tàu Âu Dương Bích Nữ, thế thiên hành hiệp không phải lúc nào cũng kiếm tuốt khỏi đao đâm đâm chém chém, nhưng nhiều khi chỉ dùng lời cũng đủ để cứu được muôn vạn sinh linh. Hiền muội và hai thế tử ngăn được Thuận Vương, tức là đã có lòng nghĩa hiệp, đưa bao nhiêu mạng người ra khỏi vòng tử địa đấy. Nhạc Lan Anh suy nghĩ giây lát. Theo ý tiểu muội, Thuận Vương chưa hẳn đã theo lời Hoàng Bách Thắng, cũng như vẫn còn do dự theo lời thế tử Trần Quốc về kinh, là vì không biết giáo Yên kinh sẽ cư xử thế nào. Nếu Triều đình gây áp lực quá mạnh, tất Thận Vương ở vào tình thế liều mạng sẽ khởi phản để tự bảo vệ. Trái lại, được bảo đảm phần nào thì Thuận Vương sẽ không gần ngại mà theo lời bàn của Thế tử về kinh. Nói tóm lại, hiện tại đang là tình trạng của kẻ đã đặt tên Dương Cung rồi, bắn thì nguy mà hạ cung thì thời cũng không xong. Ông Dương Bích Nữ nói Nhạc Hiền muội dò xét thêm về tình hình trong vương phủ thế nào và cho chúng tôi hay, nếu giúp được thì sẽ không bao giờ từ nan. Tam Hiệp vào đây nhiều cũng không tiện, lỡ có điều gì cần thông báo tiểu muội có thể gặp quý vị ở đâu chu đức Kiện đáp ra lối tây môn tìm đến cao gia trang và hỏi đích danh chúng tôi giờ khuya rồi xin tạm kiếu chúc hiền muội thành công tam hiệp đứng dậy làm y nói nếu hai thế tử muốn diện kiến cũng được hiền muội cứ mời cùng đi chớ nề hà kẻo hỏng việc nhạc lan anh đưa tam hiệp ra đến chỗ giả sơn ba người cáo từ lẩn mình vào dạng cây phi hành với cao gia trang Hôm sau, làm Y nói với Chu Đức Kiệt. Từ nay trở đi, có lẽ tình hình biến chuyển mau lẹ. Hiền Huynh nên ra công đến quan gia, bảo mời quan biểu đệ về đây tụ họp. Khi cần đến đỡ phải mất công thỉnh cầu. Tiểu muội và tẩu tàu ở lại, phòng khinh nhà Lan Anh tìm gặp. Chu Đức Kiệt khen phải, tức khắc thắng ô mã lên đường phóng một mạch. Chiều hôm thứ ba thì tới địa phận mã Thạch Cương. Đức Kiệt rẽ ngựa vào quan gia bảo. Chợt có người gọi. Chú Biểu Huynh, Đức Kiệt vội dừng cương, ngoái cổ, nhìn ra. Người kêu đó không phải là ai xa lạ, chính là Kim Đao Quan Long đang đứng ở trước cửa tử quán ở Trúc Gia. Trang cả mừng rẽ ngựa vào tử quán, cùng Quan Long thi lễ. Họ quan tươi cười hỏi. Biểu huynh đi đâu qua đây có vẻ vội vã thế? Mà chu biểu tỷ Lam Y đâu không cùng đi? Ngô huynh tới tìm hiền đệ có việc đây. Lam Y ở lại bên ca Gia Trang rồi. Chủ quán Trúc Đạt bước tới chào hỏi, anh em chúng tôi đang uống rượu luận đàm với nhắc đến đại hiệp chẳng ngờ người lại qua đây xin mời vào cả trong quán quả lòng dự ý muốn mời ngay chu đức kiệt về nhà nhưng họ chu đã nói hà tất câu nệ uống rượu ngay ở đây cũng được vừa tiện mà cũng không lỡ bữa rượu vui của chu đại ca ba người vào quán ngồi chủ khách hàn huyên đến tối hẳn chu quan hai người cáo từ chúc đạt về quan gia trại quan lòng gọi vợ là tôn thị và quan hổ ra chào Chú Đức Kiệt vỗ vai quan hổ Chà, mới cách đây có một năm mà biểu điều đã lớn hẳn rồi Quan Long nói Từ khi ở kỵ mã hội Kim Lăng Biểu huynh đi được những đâu rồi Chú Đức Kiệt đem mọi chuyện kể qua loa cho Quan Long nghe Họ quan gật đầu Cuối năm ngoái Tiểu đệ đi Dương Châu ghé tảo ra trại Có nghe nói việc phản mộng Liên tử nạn Vợ chồng Tào Chí cũng đã đi Thái An huyện thăm họ phản Nên đã thuật chuyện tam hiệp báo thù cho mộng liên như thế nào Chú Đức Kiệt thuận vụ lão anh hùng trại mạnh thường Lê Yên Kinh và tình hình tổng quát về Kim Lăng cho Quan Long hay. Nhân dịp Ngu Huynh qua đây, mời Hiền Đệ sang bên Cao Gia Trang cùng với mọi người tụ họp. Nếu thuận vương khởi chiến, Hiền Đệ cũng nên giúp triều đình. Trước là lộ diện anh hùng, sau là tìm đường xuất chính. Chắc thiền tử sẽ chậm dụng, ẩn giật làm chi cho mai một ngày xanh. Quan Long vuốt dầu mỉm cười. Biểu Huynh dạy cũng phải, nhưng quả là ngu đệ đã quen cảnh sống điển viên sơn giá không có màng gì tới việc đời lạnh nhạt với lợi danh vương bá công hầu nếu cần thì ngu đệ sẵn lòng đứng về phía triều đình ôn lại vài đường đao trên chiến trường chơi nhưng mà muốn yêu cầu biểu huynh một điều hiền đệ cứ nói mã thạch cường cách kim lăng chỉ có vài ngày đường nếu chiến tranh bùng khởi tiểu đệ e cuộc chiến có thể bất ngờ lan tràn tới đây vậy biểu huynh cho phép tiểu đệ nán lại nhà nghe ngóng tin tức nếu thấy tình hình khả quan, chiến tranh không lan rộng, tức là không đến nỗi cần phải phòng thủ quan gia bảo. Tiểu đệ xin đơn thân độc mã kíp sang kim lang hội chiến. Như vậy có được không? Toàn thể quan gia bảo trông cậy cả vào một mình tiểu đệ. Hiển đệ thận trọng như thế cũng phải, ngô huynh rất cảm thông. Vậy sớm mai, ngô huynh trở lại ca gia trang kéo lam im mong đợi. Thật tình, tiểu đệ muốn giữ biểu huynh lại ít ngày, nhưng nếu cần thì xin biểu huynh cứ tùy tiện. Anh em ta là khách tu mi, không cần phải câu nệ hôm sau chu đức kiệt từ biệt quan long trở về kim lăng thuật lại việc quan long cho lam y và âu dương bích nữa nghe lúc đó Trạm mạnh thường và mã thành long hà thiên thọ đàm báo phục vừa tới cao gia trang là anh hùng giới thiệu tam hiệp với mọi người thấy tướng mạo tam hiệp cực kỳ uy dũng ba vị tướng soái và các tiểu anh hùng ba họ mã hà đàm đều hân hoan cảm phục về hội con gái Lam Y, Âu Dương Bích Nữ cũng rất tương đắc với Mã Kim Loan. Tam Hiệp đem việc vào thám vương phủ gặp Nhạc Lan Anh và thuật lại tình hình bên thuận vương cho các bậc lão thành nghe. Mã Thành Long nói Biện pháp phòng ngừa đã thi hành xong. Nếu thuận vương chịu về kinh, thiên tử lẽ nào lại bắt tội y? Bổn xóa có thể hứa đảm bảo cho y được, tránh được việc huynh đệ tương tàn là điều cốt yếu. Sau đêm gặp Tam Hiệp, Lan Anh tức thì họp riêng với hai thế tử Trấn Quốc và Bảo Quốc. Nàng nói trong mấy lần bàn luận trước đây, tiểu muội ít phát biểu ý kiến vì cần phải suy nghĩ nhiều và lại trưởng huynh và nhị huynh can ngăn phụ vương như vậy cũng đủ lắm rồi. Nhưng mấy hôm nay nghĩ lại lời sư phụ dạy trước kia khi còn ở Long Sơn Bê Văn Nam, tiểu muội thấy cách nguy của Kim Lăng nếu xuất quân còn rõ rệt hơn nhiều. Chu Trần Quốc vội hỏi, Hiền muội muốn nói tới thượng thái thiền sư phải không? Người dạy thế nào? Cho Ngô Huynh biết đủ chi tiết để lấy thêm luận điểm can gián phụ vương. Lan Anh chậm rãi. Hiền huynh biết rằng Thượng Thái Thiền Sư thuộc phái Thiếu Lâm chứ Không những vậy Người còn là sư muội của chiêu đức sư trưởng Thiếu Lâm tự Hiện thời do đó quen biết Liên lạc hầu hết với các nhân vật hữu danh dưới giang hồ Nên hiểu biết nhiều chuyện về lực lượng của ba đạo quân lớn triều đình Trước khi tiểu mũi hạ sơn Sư phụ có dạy rằng Nếu vương gia khởi binh Đồ đệ phải cố hết sức khuyên ngăn Trái lời khó lòng tránh được đại họa toàn ra Tiểu mũi suy nghĩ nhiều về câu nói của vị chân tu ấy Sao hiển muội không giáo giết ca ngăn phụ vương? ngô muội là phận gái lời nói không có hiệu lực bằng nhị vị hiền huynh và hoàng bách thắng cùng với tôn hoàn cứ nói vào vì thế ngô muội rất dè dặt thượng thái sư phụ còn tiết lộ cho biết về lực lượng của ba đạo quân triều đình và tiên đoán giới giang hồ hào kiệt cũng sẽ đứng về phe triều đình chống lại quân ta thiền sư còn tiết lộ những gì nữa lan anh lặp lại lời nói đêm qua của lam y nữ hiệp cho hai anh nghe hai thế tử gật đầu ngẫm nghĩ hồi lâu trấn quốc nói chuyến trước ngô huỳnh cũng đã trình bày lực lượng của ba đạo quân mã hà đàm cho phụ vương nghe nhưng không đầy đủ chi tiết như hiền muội vừa nói phải báo lại trước khi phụ vương gặp nguyên xóa và quân sư mới được thượng thái thiền sư dạy trí phải cứ xem hà thiên trường và hà thiên khánh trên kỵ mã trường là cũng đủ hiểu hai người ấy cả gan vào tận kim lăng thi tài sau đó còn đánh một trận với mấy tướng của ta trước khi rút lui đủ hiểu là họ gan dạ thế nào bọn làm ý nữ hiệp đại chiến kim cường tự trổ thần lực chống nam môn kỵ mã trường, dẫn với các tướng của ta bằng cách lấy ngủ mũ của mấy viên hổ tướng Kim Lăng. Mấy vụ này thừa rõ là họ coi thường lực lượng của ta rồi. Lan Anh nói Có một vấn đề khiến tiểu mũi thắc mắc nghi ngờ, đó là thái độ chủ chiến của Hoàng Bách Thắng và Tôn Hoàn. Không hiểu nhị vị hiền huynh có chú ý tới điểm ấy không? Phụ vương chủ chiến hay chủ hòa, các tướng lãnh cao cấp ấy không có mất quyền lợi gì. Bị giải tán, hoạn trang sẽ là một số tiểu tướng, và quân đội mà phụ vương đặt ở các nơi sơn trại chứ số quân chính quy kim lăng chắc vẫn được giữ nguyên như vậy ngồi nhà mát ăn bát vàng lương bổng lãnh đủ không phải dấn thân trong vòng tên đạn nguy hiểm ư phụ vương là vương hay đế thì can hệ gì tới các tướng tá cao cấp ấy địa vị hiện thời của họ và được sống trong cảnh thái bình yên vui không hơn là đi viễn trinh khó thành sẽ được vào trụ bệ ở yên kinh nhưng lại phải trải qua một cuộc chinh chiến gian lao mà còn chưa biết chừng có kẻ bị phơi thay nơi chiến địa Nói tóm lại, chủ chiến bất lợi cho họ hơn vì họ không có mục đích gì cả. Trước khi được phụ vương thâu nạp, ngũ hổ tướng, tiên phong, đầu đà và một số người khác phục ở dưới quyền hai họ hoàn tôn đã làm gì và thuộc hạ người nào? Phải chăng họ là những tay sang hồ lãng tử thuộc giới hắc đạo? Nhờ có bản lĩnh khá, họ đầu quân theo phụ vương không ngoài mục đích là để giành lấy một chức vị lớn bồng lộng, đầu cao điện rộng. Nay đạt được chính nguyện đó rồi, cần gì phải chủ chiến, dấn thân vào con đường trông gai, gió bụi, dài vô tận nếu nhị vị hiền huynh tự đặt mình vào địa vị của họ thì nhị vị nghĩ thế nào và hành động ra sao có cần phải chủ chiến nếu mà chủ nhân do sự không nhất quyết khởi binh chu bảo quốc nói suy luận như vậy nghĩa là hiền muội nghi ngờ thái độ của họ nghi ngờ họ có mục đích nào khác hơn là giúp phụ vương tranh đoạt thiên hạ với vĩnh lạc hoàng đế lan anh gật đầu Tiểu muội chắc chắn như vậy chứ không phải là nghi ngờ Nhị vị hiền huynh tự vấn kỹ lại và tự trả lời mà xem Họ không là sĩ tử xuất thân phò vua giúp nước, nêu cao tên tuổi, hòng sau này được bất diệt với sử xanh. Trái lại, họ lợi dụng danh nghĩa của phụ vương chọc trời khuấy nước dưới một hình thức lớn lao rộng rãi hơn. Vì bản thân họ trước kia thuộc giới lục lâm cường đạo, vậy không thể tin được chí hướng của những người ấy được và bỉ họ với những bậc khai quốc công thần như Mã Định Quốc, Hà Thiên Hùng, Đàm Bá Thành khi trước, phò thái tổ Trung Nguyên Trương đuổi rợ Mông Cổ ra khỏi đất Hán, lập nên minh triều cho tới ngày nay ngay như phụ vương sau này có đạt được mục đích lấy yên kinh bình thiên hạ lên ngồi cửa ngũ cũng không tránh được ô danh cướp ngôi vua huỳnh đệ tương tàn và còn một điều nguy hơn nữa điều chi vậy tỷ dụ trong trường hợp bình được song thiên hạ minh triều hoàng đế bị lật rồi quyền bính quân lực ở cả trong tay hoàng bách thắng tôn hoàn lúc đó còn ai can ngăn họ không có phản phúc lật đổ phụ vương để lập nên một thế hệ triều chính khác họ có chủ nghĩa cá nhân giấy loạn không tuân thờ chính nghĩa tôn phụ vương lên ngôi hoàng đế hiện thời phụ vương còn bị ảnh hưởng của hai người ấy đừng nói chi tới lúc họ nắm được quyền lực toàn quốc trong tay ngô muội nhất quyết tin rằng tình thế sẽ xoay chuyển như thế đấy chu trần quốc đập mạnh hai tay vào nhau trời mấy bữa này ngô huỳnh cũng suy tính như vậy nhưng mà chưa dám hé lời vì e còn vụng về sơ xuất nay nghe hiển muội luận bình đồng ý mới chắc chắn là ngô huynh đã luận đúng chu bảo quốc nói trưởng huynh và tam muội đã đồng ý thì tôi xin bàn điều này Trấn Quốc nhìn về phía Bảo Quốc Hiền đệ tính sao? Thì giờ rất cấp bách Phụ vương chỉ còn ít ngày nữa là phải nhất định Về kinh hay là từ chối Mà từ chối là nghịch mạng thiên tử Sẽ bị coi là phản thần Vậy trong thời gian ngắn ngủi ấy Anh em ta thử do thám bên dinh Hoàng Bách Thắng và Tôn Hoàn Xem họ có mật đàm Hoặc có sự gì lạ đáng nghi ngờ không Hiền đệ bàn thế cũng phải Xong ngô huynh e là họ đã thừa thì giờ họ bàn trước từ lâu rồi Lan Anh nói Thì ta vẫn cứ phải thử xem sao nhưng bất cứ trường hợp nào cũng cần phải thuyết phục và hành động cho phụ vương theo ý mình mới được. Mặc dù phải đối lập với tôn hoàng hai người đó, tuy vậy hành động thầm kín thì sẽ có lợi hơn. Bây giờ, chúng ta nên nói trước với vương mẫu để người biết đường mà cắt ngăn phụ vương và sau bữa trưa hãy trình bày thiệt hơn với người. Trần Quốc nói Và ngay từ đêm nay, chúng ta cũng cần phải thám thính dinh của tôn hoàn xem sao. Lan Anh gật đầu Cành một Tiểu muội chờ nhị hiền huynh tại thư phòng, võ trang cẩn thận phòng hờ